Tôi xin phép được bắt đầu cái buổi hội thảo hôm nay. Thì kính thưa các anh chị, kính thưa các đồng nghiệp, trước hết thì cho tôi ngỏ lời rất là chân thành cảm tạ giám hiệu của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đặc biệt là tiến sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, giáo sư Nguyễn Thanh Hiệp và bác sĩ Dũng. Qua một cái cơ duyên rất là tình cờ thì cho tôi một cái cơ hội để đến hầu chuyện với các anh chị ngày hôm nay về một cái chủ đề mà dường như các anh chị sẽ thấy rất là lạ lùng, là tôi là một cái bác sĩ về nội khoa. Thì tự nhiên khơi khơi đến nói chuyện với các anh chị, đến trao đổi với các anh chị về một cái chủ đề dường như là về thần kinh, về tâm lý, về thần kinh, là cái trầm cảm trong cái bối cảnh nội khoa hay là trong bối cảnh của y học gia đình, nói chung là bối cảnh y học nội khoa mà ngoại trú. Thì tôi cũng cảm ơn cái lời giới thiệu rất là nồng nhiệt của Phó Giáo sư Hiệp về cái CV của tôi. Thì như các anh chị chắc có một số anh chị đã biết tôi trong một số cái hội nghị khác, là khi mới ra trường thì tôi làm ICU Chợ Rẫy trong khoảng 12 năm. Trong cái thời gian đó thì gần như tôi không có cơ hội tiếp cận với những cái vấn đề về tâm lý. Thì các anh chị thấy bệnh nhân trong ICU thì chỉ có sốc nhiễm trùng, có hôn mê, có suy thận cấp, có rắn cắn, có viêm màng não, đủ thứ hết. Thì trong cái ngữ cảnh, cái context như vậy thì cái vấn đề mà tâm lý gần như là tụi tôi gạt ra ngoài. Cho đến lúc khi mà tôi làm bác sĩ nội khoa ở FV thì lúc đó tôi mới bắt đầu chạm trán với những cái vấn đề thật sự là hiểm hóc của y học gia đình. Và lúc đó tôi mới nhận thức được rằng y học gia đình thật sự nó là một chuyên khoa rất khó và rất rộng nha các anh chị. Và có những điều mà tôi có thể nói với những cái bạn đồng nghiệp của tôi, đây là những cái giáo sư đầu ngành á, mà các anh chị đều không tiện nói tên thôi, nhưng mà thật sự tôi chỉ cảm giác nếu mà một người bác sĩ gia đình mà đúng nghĩa thì người ta chỉ thua specialist ở chỗ là người ta không làm được thủ thuật thôi. Chứ còn cái mức độ kiến thức của người bác sĩ học gia đình là gần như người ta phải biết hết. Biết ngang với một cái chuyên gia trong ngành, chỉ trừ những cái thủ thuật là mình không được phép làm hoặc là mình chưa học tới thôi. Thì do đó tôi thấy rằng càng ngày tôi càng làm thì càng thấy cái phạm vi hoạt động của y học gia đình càng ngày nó càng rộng và nó thật sự là một thách đố thật sự. Nếu mình không biết cách tiếp cận thì mình sẽ bơi trong một cái bể kiến thức mà mình không biết cái đường nào ra, và mình cảm thấy cái gì mình cũng không biết nữa. Do đó cái mục tiêu của tôi ngày hôm nay là xin hầu chuyện với các anh chị về một cái chủ đề là trầm cảm. Thật sự cái trầm cảm khi cái thời mà tôi đi học cách đây khoảng 20 mấy năm thì người ta đặt cái trầm cảm là trong cái ngữ cảnh của khoa tâm thần. Nhưng thiệt sự các anh chị coi trên cái màn hình này, các anh chị có thể thấy là bây giờ New England Journal of Medicine, một cái tạp chí về nội khoa, về nội tổng quát nha các anh chị, thì bây giờ nó viết về trầm cảm, nó viết đầy ra. Các anh chị có thể về Google thì những cái chủ đề về trầm cảm trong những cái tạp chí về nội khoa, về JAMA, BMJ, New England Journal of Medicine, nó viết rất nhiều. Đây là một cái ví dụ nữa. Thì đây, cái bài này là cái bài mà thật sự cách đây mười mấy năm nó là khai tâm cho tôi, mở cái lối cho tôi đi vào nghiên cứu cái trầm cảm mà trên medical outpatients, trên những cái bệnh nhân ngoại trú. Đó, thì tôi chiếu ra một số cái hình minh họa như vậy để cho các anh chị thấy được một điều rằng cái mục tiêu, cái learning points của mình ngày hôm nay chỉ là những cái vấn đề rất là đơn giản thôi, mà mình phải nhất quyết mình tin vào nó. Mình phải tin được rằng là mình thấy được cái tính phổ biến của trầm cảm, mà không phải chỉ có trong cái ngữ cảnh của cái khoa tâm thần hay là bệnh viện tâm thần không thôi, mà mình gặp nó trong thực hành mỗi ngày Mình chẩn đoán được trầm cảm trong cái bối cảnh thực hành của mình ở tuyến quận, huyện, phường, xã, thậm chí trên những cái cấp rất là cao giống như ICU rồi CCU, nó đều có trầm cảm hết thì mình phải nhận cho ra. Và cuối cùng đối với những cái ca trầm cảm mà không quá phức tạp thì mình có thể điều trị được. Và có thể thêm cái nữa là mình phải nhìn ra được những cái ca nào là mình không có nên ôm, để mình đẩy cho cái người chuyên khoa về tâm thần mình không được giải quyết mấy cái đó nữa. Thì cái learning points của ngày hôm nay chỉ có nhiều đó thôi. Thì tôi hy vọng là tôi sẽ thuyết phục được các anh chị trong những cái ngữ cảnh như vậy. Thì cái đầu tiên về cái tính phổ biến của trầm cảm thì có thể rằng tôi tin rằng có một số các anh chị ở đây mình nghĩ là cái trầm cảm là cái chuyện đâu đâu chứ không phải là cái chuyện của mình, người thân của mình hay là bệnh nhân của mình. Nhưng thật sự trầm cảm nó nhiều hơn mình nghĩ. Để mà cho các anh chị bớt ngán, mở đầu cái bớt ngán, các anh chị có thể coi một số hình nếu các anh chị nào mà thích cine thì đây là những cái hình của những celebrity, những cái người mà nổi tiếng mà mắc bệnh trầm cảm, mà cái này người ta công khai luôn. Gwyneth Paltrow Jim Carrey là diễn viên hài nha các anh chị mà vẫn bị trầm cảm như thường. Cái này hình như tôi không nhớ tên. Meryl Streep, Ashley Judd,
Abraham Lincoln, Tổng thống Mỹ, trong cái cuộc Nam Bắc phân tranh, William Robbins. Chắc các anh chị biết ông này rồi, ông này thì quá nổi tiếng. Ông nổi tiếng vì sao? Là rất nhiều cái phim ông là đoạt Oscar, trong đó cái phim One Hour Photo đó. Và cái nổi tiếng cuối cùng của ông là ông tự tử chết ở trong nhà, ông thắt cổ ông chết rồi vì trầm cảm. Mà nếu các anh chị nào không thích phim Mỹ á, thì phim Hàn nó cũng có món này. Các anh chị biết cái cô này rồi à, cái hồi mà cái cô này chết á, là sáng đó là thư ký thôi, nó không chịu làm việc á, tại vì nó khóc sưng cả mắt, Kim Jong Oi gì đó ha. Thì các anh chị thấy trong cái đám tang cô này, cái người người em trai cô này á, ha, nó bưng cái hình của cổ á. Thì vài tháng sau á, cái anh chàng này anh cũng tự tử luôn. Cái trầm cảm nó trở thành một cái dịch ra từ Đông sang Tây, và không phải chỉ có những cái người nghèo khổ bất hạnh mới trầm cảm, mà các anh chị thấy đây là những người rất nổi tiếng, có thể cuộc đời đó, cuộc đời của họ không thiếu cái gì hết mà họ vẫn tự tử như thường. Thì có một cái đặt ra nữa là có một điều mà báo chí nó thật sự nó hay nói bậy á, là người ta nói là phải trầm cảm á, là hậu quả của cuộc sống hiện đại không? Chỉ có người thành thị mới bị trầm cảm, hay là con người của thế kỷ 21 mới bị trầm cảm, còn người đời xưa thì không có. Thật sự nó không phải vậy. Các anh chị thấy cái tàng thư mà cổ xưa nhất người ta nói về trầm cảm á, là một cái chương trong Thánh Kinh á, trong Cựu Ước á. Thì cái nạn nhân của trầm cảm đầu tiên á, là vua Saul. Ông tự tử là bằng cách á, là ông tự lấy cái kiếm, ông đâm vào cổ mình để mà dâng cái linh hồn cho thần rồng rồi gì đó. Thì đây có lẽ là cái case trầm cảm đầu tiên mà được đưa vô sách vở mà trong Thánh Kinh nha. Mà một lần nữa đây là cũng một cái người mà không thiếu cái gì hết, là một ông vua. Và cái thời mà từ thời cổ đại, thời Hippocrates á, thì ông Hippocrates ông đã dùng chữ là melancholy á. Melan là đen và colia là mật ha các anh chị ha. Thì melancholy có nghĩa là cái chứng mật đen, vì ông Hippocrates á, ông nghĩ rằng á, cái chứng mà u sầu á, là do cái mật con người nó xuất phát từ cái mật mà ra. Thì từ đó cái từ mà melancholy á, nó sinh ra một cái là một cái tính từ nữa là melancholic á, là khi nào cũng u buồn sầu não á. Thì có một cái series tranh á, của một cái họa sĩ Đức á, là người ta dùng chữ melancholy để nó vẽ, người ta vẽ một cái người mà đang u sầu đó. Thì cái thời xưa nó đã vậy rồi, còn thời nay á, nếu các anh chị Google nó cái chữ trầm cảm hoặc là cái chữ mà depression á, các anh chị thấy á, cái slide này là tôi làm cách đây chắc khoảng 10 năm rồi, trong những cái series, những cái bài giảng của tôi về trầm cảm á, thì nó đã kiếm được 22 triệu cái kết quả về depression rồi. Nó nhiều tới mức như vậy, người ta bỏ rất nhiều cái công sức để viết lách, để mà publie, để mà xuất bản á, những cái nghiên cứu về trầm cảm. Thì do đó nếu các anh chị thấy nó phổ biến như vậy á, thì trong ngữ cảnh hành nghề của các anh chị á, trong cái bối cảnh mà nội khoa tổng quát thôi, chưa tính những chuyên khoa á, thì nó phổ biến tới cỡ nào? Các anh chị thấy cao huyết áp á, mới có 10% thôi thì người ta đã la làng rồi, một bệnh dịch của thế kỷ, cơn giết người thầm lặng á, nghe rất là dữ, nhưng mà thật sự trầm cảm nó đứng thứ hai sau cao huyết áp. Cái prevalence của nó và cái xuất độ của trầm cảm ấy, thì nó ngang với thiếu máu cơ tim, ít nhất là khoảng 10% dân số nha các anh chị. 10% bệnh nhân ngoại trú là có trầm cảm nặng, là cái major depression á, còn những cái dạng mà minor hoặc là anxiety á, thì nó còn nhiều hơn nhiều. Và xuất độ á, thì nam á, khoảng 5% và nữ là khoảng 12%. Khi nào nữ là những cái bệnh về tâm lý khi nào cũng nhiều hơn, nhiều gấp đôi bên nam hết á. Là đó là cái thống kê ở Mỹ. Còn cái thống kê ở Việt Nam á, thực sự những cái thống kê này rất ít được công bố nha. Có thể có những cái lý do nhạy cảm gì đó thì tôi không dám bình luận ở đây. Nhưng mà cái tình hình Việt Nam á, thì người ta thấy rằng á, các anh chị thấy số liệu này á, là tôi lấy của một cái NGO nha. Một tổ chức phi chính phủ chứ không phải là của Viện Sức Khỏe Trung ương, Viện Sức Khỏe Tâm Thần Trung ương á. Thì người ta nói rằng á, 15% dân số có trầm cảm nặng, và trong đó là nó rơi vô cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi mà productivity á, cái tuổi mà năng lực sản xuất, năng lực làm việc, học hành, mọi cái là đều cao nhất. 1/4 dân số Việt Nam có ý định tự tử. 15% là có lên kế hoạch đàng hoàng, là đi mua xăng, mua thuốc an thần, mua dây thừng để sẵn trong nhà á, mà có kế hoạch tự tử á, trong cái ngữ cảnh của trầm cảm á, là một cấp cứu về tâm thần nha các anh chị. Và 4,2% từ cái kế hoạch cho tới cái hành động á, 4,2% á, là đã tự tử. Và trong đó là tự tử thành công á, là khoảng 4 triệu người. Đến giờ này theo thống kê là như vậy. Và có một cái thống kê khác á, các anh chị thấy là giật mình á. Đây là trên, nó không phải trên Y Văn, nhưng nó trong một cái tờ báo Lá Cải, tờ Zing á.
mình ngày nào mình cũng nghe tai nạn giao thông á, nhưng cái tỷ lệ tự tử do trầm cảm ở Việt Nam á nó cao gấp 3 lần tai nạn giao thông rồi. Người ta thống kê là một ngày á ra đường là có 35 người Việt Nam không trở về nhà nữa mà bỏ xác trên đường, thì gấp 3 lần cái đó khoảng 100 người Việt Nam tự tử vì trầm cảm. Các anh chị thấy không thể tưởng tượng nổi luôn. Thì do đó đây là cũng một cái hình tương tự, các anh chị cho coi chơi cho vui thôi, là một cái infographic của Vietnamnet á, nó tổng kết lại những con số của trầm cảm của Việt Nam á. Các anh chị thấy mình nhìn bằng cái thị giác không thôi á, là những con số kinh khủng, 70-80%, 2 trên 10, 8 trên 10, cái tỷ lệ tự tử và trầm cảm của Việt Nam á, nó không thua gì của thế giới đâu. Mấy cái lao phổi, tiêu chảy, trầm cảm thì Việt Nam nhất định không kém ai hết á. Và người ta thấy rằng á, cái trầm cảm á, về cái gọi là cái economic mà burden á, cho xã hội á, thì thông thường ngoài cái chuyện mà chết chóc, ngoài cái chuyện mà tổn thương cho cá nhân á, nó còn gây cái tổn hại rất lớn cho xã hội. Vì cái người mà bị trầm cảm thì người ta không muốn làm việc, hoặc người ta làm việc không hiệu quả. Do đó trung bình á, một cái người trầm cảm á, thì mất 5,6 giờ lao động một tuần. Cái tỷ lệ nghỉ ốm nó nhiều hơn, và nó tương đương với 44 tỷ một năm. Và cái tự sát á, thì các anh chị thấy nước nào cũng vậy, quanh quẩn á, là khoảng 2/10, khoảng 20% á, những cái bệnh nhân trầm cảm á, thì có ý định tự sát. Có ý định nha, còn tới mà tự sát thành công là một chuyện khác nữa. Thì như tất cả cái bệnh lý nào khác á, thì tôi xin mô tả một cách sơ sơ thôi, một cách thống kê á, có thể cái ngữ cảnh của Việt Nam nó khác, nhưng đây là thống kê của Mỹ á, cái tuổi cao điểm á, lại là cái tuổi mà cái productivity cao nhất, cái tuổi mà làm việc nhiều. Giới á, thì nữ gấp đôi, sau sanh là 1/10, nhưng mà sau sanh ở Việt Nam theo thống kê của Từ Vũ là 3/10 nha các anh chị. Đa số là có tiền sử gia đình, nguyên cả dòng họ luôn, hoặc là cha mẹ hoặc là anh em bị hết. Mà tôi đã gặp những trường hợp như vậy rồi, cả gia đình đó, từ cha mẹ anh em cho tới xuống cái đời thứ ba á, là đã xuất hiện những cái dấu hiệu trầm cảm rồi. Và cái tình trạng hôn nhân à, con người ta khi nào cũng khổ vì tình nhiều hết á, độc thân cũng dở, ly dị hoặc là chồng chết thì lúc đầu là trầm cảm, còn lúc sau có hết trầm cảm có vui hay không á thì lại là chuyện khác. Và những cái bệnh lý mãn tính khác thì đây là một cái lĩnh vực rất lớn nữa. Trầm cảm nó mix với suy thận mãn, với nhồi máu cơ tim, với tiểu đường, thì đây là một cái chủ đề lớn khác nữa mà tôi sẽ có thể nói vắn tắt thôi. Thì có một điều đáng suy gẫm ở đây á, người ta thấy trầm cảm á, nó liên quan vừa tỷ lệ thuận vừa tỷ lệ nghịch với cái hôn nhân, mà tùy theo giới nữa. Đối với người đàn ông á, thì những cái người mà có vợ á, thì cái tỷ lệ trầm cảm nó giảm, còn đối với người đàn bà khi mà có chồng á, thì tỷ lệ trầm cảm nó tăng lên. Chưa có một cái nghiên cứu nào để giải thích về cái cơ chế của cái này. Và các anh chị thấy đứng về mặt á, mà cái gánh nặng về bệnh tật á, thì trầm cảm nặng nó đứng thứ nhì, chỉ sau bệnh mạch vành thôi. Nó trên cả ung thư, nó trên cả tai nạn giao thông và trên cả lạm dụng rượu. Và trên cái mức độ mà ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống á, không phải là ung thư nha anh chị. Cái ảnh hưởng xấu nhất tới chất lượng cuộc sống á, là chính cái viêm khớp, cái viêm đa khớp dạng thấp á, nó làm cho người ta gần như tàn phế. Và cái trầm cảm nó đứng hàng thứ ba, nó cao hơn cả ung thư, cả đột quỵ, cả tiểu đường nữa, về mặt mà giảm chất lượng cuộc sống. Và cái tần suất của nó thì các anh chị thấy trong cái bối cảnh này, trong cộng đồng á, nó khoảng là 3%, trong cái bối cảnh y học gia đình của các anh chị á, primary care á, là khoảng 6, và trong cái bệnh nhân nội khoa mà nhập viện á, là khoảng 10-mấy%. Thì tôi nghĩ trong phạm vi của các anh chị á, là trung bình tôi nghĩ là khoảng 10% một ngày. 10% bệnh nhân mình gặp ngẫu nhiên một ngày á, là nó rơi vô một cái tỷ lệ trầm cảm. Đồng thời á, mình gặp trầm cảm á, thì không phải chỉ có bệnh nhân trầm cảm không thôi, mà nó còn lồng ghép với những cái bệnh khác, đặc biệt là tim mạch này, tiểu đường, COPD và tai biến mạch máu não. Thì các anh chị thấy tùy theo cái mức độ chăm sóc, mức độ kinh tế xã hội á, cái tần suất này nó sẽ dao động từ 20-50%. Không bao giờ, mà ít khi mình gặp một cái bệnh nhân tim mạch hay tiểu đường mà không có trầm cảm hết á, mà thường nó có phối hợp hết á. Và do đó cái phần sau á, thì tôi xin mô tả một cách rất là vắn tắt thôi, cái impact, cái ảnh hưởng của trầm cảm với những cái tương tác của trầm cảm với những cái bệnh lý nội khoa thường gặp khác. Thật sự cái trầm cảm nó tương tác rất là lạ. Đúng ra là chúng ta phải có những cái chủ đề, ví dụ trầm cảm với tiểu đường, với tim mạch, với ung thư, với COPD chẳng hạn. Mỗi cái nó có một cái nét đặc sắc riêng. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay á, thì chắc mình không có thời giờ. Thì tôi chỉ xin tả với các anh chị á, là cái bối cảnh trầm cảm trong những cái
trong những cái bệnh lý nội khoa khác. Và cho phép tôi dành một cái slide thôi, một hai cái slide để tả về cái chi phí của trầm cảm. Các anh chị đừng có nghĩ là trầm cảm nó không có tốn kém nha. Nó là một gánh nặng thực sự cho xã hội á. Và các anh chị thấy ở An Lê á, thì nó khoảng 80 mấy tỷ, 80 mấy tỷ bảng Anh một năm để mà chăm sóc và điều trị cho những cái người trầm cảm. Và có một cái câu tôi nghe lóm được trong một cái hội thảo á, tôi không nhớ cái nguồn nữa, nhưng mà người ta đã tính rằng á, ở Mỹ á, thì cái chi phí mà điều trị trầm cảm á, nó ngang bằng á, cái chi phí nghiên cứu của NASA á. Nó là một cái chi phí khổng lồ. Và thậm chí nó có một cái bức tranh biếm họa, các anh chị thấy cái này là chắc chắn là Photoshop nha, các anh chị thấy nó cực hay á. Những cái đường freeway á, những cái đường mà con, người Mỹ người ta đi làm mỗi ngày á, nó đều bị ảnh hưởng á, nó đều chi phối đưa đường dẫn lối á, bởi những cái thuốc về trầm cảm hết á, Zoloft, Prozac, Paxil, mỗi người đều ảnh hưởng. Nhưng mà nói chung là uống thuốc trầm cảm á là gần như là đều chi. Cái này nó nói được rất nhiều thông điệp. Và cái phần tiếp theo á là tôi sẽ chọn hai cái chủ đề thôi mà tôi nghĩ là các anh chị sẽ gặp rất nhiều, là cái tác động của trầm cảm trên cái tiểu đường và trên cái bệnh mạch vành. Đối với tiểu đường, thật sự đây là một cái chủ đề rất là thú vị á, mà các anh chị có thể thấy nó lạ lắm. Thậm chí bây giờ người ta ghép cái tiểu đường với trầm cảm vô một luôn. Các anh chị thấy trên cái bối cảnh, theo cái lứa tuổi của con người á, thì cái trầm cảm, cái tiểu đường á, nó xuất hiện vào hai cái đỉnh. Cái đỉnh mà nhỏ nhỏ gọi là cái tuổi teen á, thì nó rơi vô là tiểu đường tiếp 1 khoảng 5 tới 14 tuổi. Tiểu đường tiếp 2 á là cái khoảng sồn sồn như cỡ này. Nhưng mà cái trầm cảm á, nó cũng có hai cái đỉnh. Cái đỉnh thứ nhất là trong cái khoảng này, gọi là tuổi mộng mơ, rồi bắt đầu cái cuộc hôn nhân thứ nhất, bắt đầu có trục trặc, bắt đầu có những cái struggle đó, những cái chiến đấu về sự nghiệp á. Đây là cái tuổi thật sự là tuổi khó khăn nhất á, của một đời người á. Nó bắt đầu một cái đời người với những cái điều mà không may mắn về hôn nhân, về gia đình ha, về sự nghiệp vân vân. Và khi mà mọi cái mà nó ổn rồi á, nó qua cái tuổi 40 á, người ta gọi là tam thập nhi lập, nó qua 40 là mình tưởng là ok rồi á, thì nó xuất hiện cái đỉnh trầm cảm thứ nhì. Và cái đỉnh cái cơn dịch trầm cảm thứ nhì này á, nó lại rơi vào cái, nó trùng hợp với cái tiểu đường. Do đó trong cái khoảng này á, trong cái bối cảnh thực hành của các anh chị á, các anh chị sẽ thấy trầm cảm với tiểu đường á, nó đi với nhau gần như là cơm bữa á. Vì cái prevalence của hai bệnh này nó rơi vô chung với nhau. Và thậm chí nó đi với nhau gần tới độ đến giờ này người ta nói trầm cảm với tiểu đường là một luôn á. Mà nó giống như là cái con gà với quả trứng á. Không biết cái nào có trước, cái nào có sau nha. Cái nào là nhân, cái nào là quả. Nhưng mà người ta thấy rằng trầm cảm thật sự trên một cái meta analysis, người ta làm tất cả đúc kết những cái nghiên cứu, thì trầm cảm thật sự là một cái nguy cơ của tiểu đường. Có thể nó không phải là nguyên nhân, nhưng mà nếu có trầm cảm thì cái nguy cơ của tiểu đường, các chị thấy cái odds ratio á, nó tăng khoảng 1.5 lần. Và cái cơ chế người ta giải thích á, vì sao nó trầm cảm nó dẫn đến tiểu đường, vì nếu cái gốc là trầm cảm thì nó sẽ dẫn đến một số những cái nghịch lý á, là người ta ăn uống vô độ, hoặc người ta ăn uống xả láng, thậm chí á, là khi người ta buồn á, người ta có cái khuynh hướng là thèm ngọt, người ta ăn ngọt thoải mái, người ta ì ra, người ta không có hoạt động, người ta ngủ kém, thậm chí hút thuốc nhiều hơn. Thì tất cả những cái này á, nó dẫn đến cái tăng cân. Và những cái thiếu hoạt động, ngủ kém, hút thuốc, nó dẫn tới kháng insulin. Hai cái yếu tố tăng cân á, và kháng insulin á, nó dẫn đến cái tiểu đường. Đây là một cái sơ đồ rất là đơn giản để mà minh họa cái cơ chế vì sao trầm cảm nó đưa đến tiểu đường. Và đồng thời á, cái tiểu đường á, không cần những cái ảnh hưởng về tâm lý nữa, thì tự tiểu đường nó cũng dẫn đến cái trầm cảm. Vì người ta thấy tiểu đường á, người ta giải thích qua nó biến đổi cái trục mà hạ đồi tuyến yên, và nó dẫn đến cái tăng tiết cortisol. Sau đó cái bệnh tiểu đường nó sẽ dẫn đến những cái yếu tố, nó lại qua trung gian tâm lý á, người ta có cái cảm giác bệnh tật, người ta thiếu cái cảm giác mà tôn trọng chăm chút bản thân á, bị giảm chất lượng cuộc sống, và cuối cùng người ta tàn phế, người ta ví dụ bị cưa chân, cụt chân, người ta bị suy thận mãn chẳng hạn. Thì tất cả những cái này nó, cái trầm cảm nó, cái tiểu đường nó dần dà nó dẫn đến trầm cảm. Và đúc kết lại á, đứng về mặt thống kê y học mà theo bằng chứng á, nên cái trầm cảm là làm tăng gấp đôi cái nguy cơ tiểu đường. Và các anh chị thấy những cái triệu chứng của tiểu đường á, khi mà có trầm cảm á, thì nó đều nặng hơn hết. Tất cả tay chân lạnh, đau đầu chi, những cái triệu chứng mà mình gọi là somatic á, muốn ngất này, buồn ngủ ban ngày á, tất cả những cái triệu chứng cơ năng của tiểu đường á, khi mà có trầm cảm thì nó đều tăng gấp 3 tới 4 lần. Mình phải chú ý cái này.
Và người ta thấy rằng trên cái người bệnh nhân mà bị trầm cảm á, thì cái tuân thủ về mặt uống thuốc nó cũng giảm đi. Đây là cái số cái non-adherence, cái số người á, mà người ta không có tuân thủ cái điều trị là theo cái cột này. Thì các anh chị thấy đấy, thấy cái người cái cột màu xanh á, là trên những cái bệnh nhân mà trầm cảm á, thì cái tỷ lệ mà tuân thủ điều trị uống thuốc men tử tế nó cũng thấp hơn, nó cao hơn nhiều, có nghĩa người ta bỏ bê cái điều trị nhiều hơn. Và có một điều á, chỉ cần có trầm cảm, các anh chị thấy HbA1c á, là một cái predictor rất là quan trọng của trầm cảm, của tiểu đường. Mình trị tiểu đường gì trị mình phải nhắm vô đưa HbA1c trong khoảng 7-8%. Thì nếu có trầm cảm thì cái tỷ lệ HbA1c á, nó tăng lên trên 8%, nó nhiều hơn. Và đúc kết lại á, thì các anh chị sẽ thấy á, 1/3 bệnh nhân tiểu đường á, thì có biến chứng về thần kinh, võng mạc, thận á, thì 1/3 cái số bệnh nhân đó là có trầm cảm. Thường á, là cái tỷ lệ tự sát trong cái nhóm mà tiểu đường có trầm cảm nó nhiều hơn. Và nếu trầm cảm mà có tiểu đường á, thì tỷ lệ tái phát gần như là 100% nha các anh chị. Do đó nó mình suy ra một cái ở đây á, trên bệnh nhân trầm cảm mà có tiểu đường nữa thì gần như cái điều trị trầm cảm đó là phải suốt đời, tại vì làm gì cũng nó cũng sẽ tái phát hết. Và tự cái trầm cảm là nó làm tăng HbA1c 1%. Các anh chị thấy mình xài một cái thuốc tiểu đường á, thì quanh đi quẩn lại nó cũng hạ HbA1c 1%. Thì nếu mình bệnh nhân có trầm cảm mà mình điều trị trầm cảm á, nó cũng giúp làm cho bệnh giảm được HbA1c 1%. Thì cái 1% HbA1c á, nó sẽ tương đương với giảm 20% những cái biến chứng về tim mạch. Thì chắc anh chị nhớ những cái thống kê này rồi. Và nếu có trầm cảm á, thì nguy cơ nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành và biến chứng mắt á, thì nó tăng gấp đôi. Và cái chi phí điều trị á, thì nó tăng gần gấp 5 lần. Các anh chị thấy kinh khủng không? Nếu mình giải quyết được cái trầm cảm á, thì bệnh nhân tiểu đường người ta sẽ được giúp ích rất là nhiều. Và có một cái nữa tôi xin đi tương đối nhanh hơn một chút so với những gì tôi soạn á. Nhưng mà cái này á, các chị chỉ cần nhớ nó là như cũng như hình với bóng luôn. Là trầm cảm và bệnh mạch vành. Các chị thấy trầm cảm, mình nhìn cái sơ đồ thì mình thấy liền. Nếu bệnh nhân trầm cảm là depressed là cái màu xanh đó, thì cái tỷ lệ, cái cơn nhồi máu cơ tim nó nhiều hơn. Thấy rất là rõ. Có tiểu đường hay không có tiểu đường cũng vậy. Có bệnh mạch vành hay không có bệnh mạch vành cũng vậy. Cứ có trầm cảm là yếu tố, là cái thứ hai á, là smoking á, cái hút thuốc á, là cái nguy cơ tim mạch rất là mạnh á. Thì trên cái người mà trầm cảm á, từ non cho tới minor là trầm cảm nhẹ, rồi major là trầm cảm nặng á, nếu có trầm cảm thì tỷ lệ hút thuốc và cái số lượng điếu thuốc người ta hút á, cũng nhiều hơn nữa đó. Trầm cảm nó tăng cái tỷ lệ béo phì, nó dẫn đến những cái yếu tố nguy cơ ha, của tim mạch. Và kết cục là gì? Các chị thấy cái nghiên cứu grassroots á, là một nghiên cứu đúng nghĩa là không cần nói gì, nói nhiều hơn á, là trên bệnh nhân á, mà có trầm cảm là cái cột màu tím á, thì cái tỷ lệ mà nhồi máu cơ tim cấp và cái tử vong chung do bệnh lý tim mạch do nhồi máu cơ tim nó đều tăng lên 1,5 lần. Tự trầm cảm nó vừa tăng bệnh xuất và nó tăng tử xuất của cái nhồi máu cơ tim. Và người ta thấy cái trầm cảm á, tự nó là một cái risk factor của cái chết do cái nhồi máu cơ tim, do cái tim mạch. Nếu có major depression á, thì cái tỷ lệ chết nó tăng gấp 3 lần, và minor nó chết khoảng 1,6 lần. Mà thật sự á, bản thân tôi chưa thấy một cái nhà tim mạch nào người ta chú ý tới cái yếu tố này hết. Khi người ta điều trị, người ta chỉ stenting, người ta đặt làm CBAG, người ta statin, aspirin đủ thứ, nhưng mà không ai làm được cái này ha, quan tâm tới cái này hết. Trong khi á, đây là một cái nguy cơ cực lớn trong đối với tim mạch, mà gần như không có một cái chuyên gia tim mạch nào người ta để ý cái này hết. Các chị thấy đây cũng vậy, cái hình này cũng là thuộc lại không cần nói nhiều. Nếu mà có trầm cảm thì cái community mortality á, cái xuất độ chết dồn á, năm này qua năm kia á, các chị thấy sau 6 năm thôi, sau 2 năm thôi, thì cái tỷ lệ mà chết á, nó bắt đầu tăng vọt lên. Nếu mà có trầm sau trên một cái bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim, mà tôi dám hỏi các đồng nghiệp tim mạch á, thì bao nhiêu bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau ra viện á, thì được chẩn đoán và được kê toa một cái thuốc chống trầm cảm gần như là zero. Trong khi chỉ cần 1-2 viên thuốc trầm cảm á, là mình đã giảm được một cái nguy cơ mà nó làm tăng gấp 3 lần cái tỷ lệ tim mạch rồi. So với những cái mà stenting á, đặt một cái stent cả mười mấy ngàn đô, thì nếu mình nhận ra được cái trầm cảm thì cái lợi ích nó lớn hơn nhiều, và nó đem lại chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân nữa. Đó thì cơ chế của cái này thì nhiều lắm ha. Nhưng mà thật sự thường á, là khi tôi đi làm lecture tôi không thích nói nhiều về cơ chế lắm. Cái này các anh chị có thể đọc thêm á, tăng loạn nhịp, tăng đột tử vân vân.
và có một cái nó dính líu tới cái lifestyle á, tới cái lối sống á. Cái người mà bị trầm cảm, người ta có khuynh hướng người ta ngồi chỗ rồi buồn, người ta chán đời, người ta rút thuốc ra hút. Cái cơ may bỏ được thuốc lá giảm đi 40%. Và cái một cái rất là quan trọng, người ta đếm cái số viên aspirin á trên một cái bệnh nhân có trầm cảm á, thì người ta quên uống aspirin nhiều hơn. Thì người ta chán đời, người ta cũng tha thiết sống nữa. Đó là một cái động lực rất lớn. Đồng thời có một cái yếu tố mà đến giờ này là một cái bí ẩn mà chưa ai giải thích được á, là trên cái bệnh nhân mà có trầm cảm á, thì cái yếu tố tăng đông, có thiếu máu cơ tim với trầm cảm á, thì cái yếu tố mà tăng cái kết dính tiểu cầu nó tăng vọt lên. Do đó người ta giải thích á, nó giải thích được là vì sao á, bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà có trầm cảm á, thì nó dễ bị tái phát nhiều hơn, với nó chết nhiều hơn, nó sẽ bị emboli hoặc là thrombose nhiều hơn. Thì có một số nghiên cứu mà tôi xin đi lướt thôi, thì có một cái nghiên cứu người ta thấy rằng á, ví dụ như Seth Hart á, người ta cho bệnh nhân á, bệnh nhân mà thiếu máu cơ tim hoặc là sau nhiều máu cơ tim nó uống cái sertraline á, là cái Zoloft của Pfizer á, thì người ta thấy rằng các anh chị thấy á, cái mortality á, cái nguy cơ tương đối của cái tử vong á, nó lệch về phía dưới 1, nó giảm đi. Nhưng mà các anh chị nếu mình coi kỹ cái biểu đồ này á, thì cái confidence interval á, confidence interval mà 95% á, khoảng tin cậy 95% á, nó cắt một, có nghĩa là nó không có ý nghĩa thống kê. Nhưng nếu mình đếm cái số tuyệt đối á, thì nó lại giảm đi. Trong cái nhóm Zoloft á, có tổng số những cái biến cố tim mạch nghiêm trọng thì thấp hơn. Nó có lợi ích trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim, sau nhồi máu cơ tim, nhưng mà không có ý nghĩa thống kê nha các anh chị. Nhưng mà đồng thời á, nó lại trả cái cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống lại cho bệnh nhân. Đó. Có một cái nghiên cứu nữa, thì cái kết cục nó tích cực hơn chút xíu là Enrich. Thì các anh chị thấy trên một cái bệnh nhân mà vừa sau recent MI, vừa sau nhồi máu cơ tim, người ta chia làm hai nhóm. Một cái nhóm là điều trị bằng tâm lý CBT, và một cái nhóm là usual care, trị giống như là tim mạch thông thường thôi, không chú ý gì tới tâm lý hết. Rồi nếu mà hai cái nhóm này mà thất bại á, thì lúc đó người ta mới trị, mới cho cái SSRI, cái thuốc mà chống trầm cảm. Các anh chị thấy là giữa cái usual CBT support với cái usual care trị bằng tâm lý á, hoặc là chăm sóc thông thường á, nó chết như nhau. Cái cumulative mortality nó chết như nhau, hai cái đường này nó dính lại, nó không có khác biệt gì hết, cái đường Kaplan-Meier. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho SSRI là cái Zoloft á, ở đây là Zoloft á, các anh chị thấy cái mortality á, nó chạy hẳn về phía bên trái, nó nhỏ hơn một, nó giảm tỷ lệ tử vong đi một nửa. Các anh chị thấy cái odds ratio á, là trong khoảng này, nó giảm đi một nửa, một bên là 15.3, một bên là 7.4. Nó giảm đi một nửa và cực kỳ có ý nghĩa thống kê. Do đó cái bài học rút ra ở đây á, nếu bệnh nhân nhồi máu cơ tim á, mình điều trị cái trầm cảm sớm cộng với những cái support về tâm lý á, mình có thể giảm đi được tử vong á, cái nguy cơ tương đối nó giảm đi được một nửa lần. Và các anh chị thấy trong tim mạch mà để giảm đi 50% mortality á, thì tốn biết bao nhiêu tiền với công sức, trong khi cái này á, nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhõm và nó dễ dàng hơn nhiều, mà chưa thấy ai làm hết á. Do đó kết luận á, của cái hai cái nghiên cứu á, về điều trị trầm cảm trên bệnh nhân tim mạch á, thì trầm cảm làm giảm đáng kể cái số những cái biến chứng tim mạch nặng, cái tổng số những cái biến cứu đó, những cái biến cố đó. Và luôn luôn mình phải hỏi tới cái độ an toàn trên một cái bệnh nhân mà quả tim nó nắc bét, nó đặt 3-4 cái stent, nó suy tim, nó hở van đủ thứ á, thì mình cho SSRI trên quả tim đó, ok, an toàn, không có vấn đề gì hết, cứ thoải mái cho, không ảnh hưởng tới loạn nhịp, không ảnh hưởng tới, không làm tăng cái tốc độ suy tim lên, mà chỉ có giảm chết thôi. Thì nhưng mà trầm cảm á, thì nó chỉ không chỉ gặp trong cái tim mạch với tiểu đường. Các anh chị thấy nếu mà có thời gian mà mình gặp nhau để mình nói về những cái chủ đề này, sau ung thư nè, sau cái chấn thương tâm lý, chắc các anh chị có nghe cái PTSD á, post traumatic syndrome disorder, cái hội chứng chiến tranh Việt Nam hoặc là cái hội chứng Iraq á, lính Mỹ nó đi đánh rồi sau đó về nó điên cùng cùng á, cả mấy chục năm sau á là PTSD á, sau tang chế, sau khi chồng chết, sau khi vợ chết, cha mẹ chết á, tự nhiên rơi vô cái trầm cảm, nó gọi là bereavement depression á. Sau sanh của Mỹ á, tỷ lệ trầm cảm là 10%, nhưng mà sau sanh của Việt Nam á, trầm cảm tới 30%. Cái này có thể có liên quan tới cơ chế ăn ở của bà mẹ chồng, hoặc có thể do thuốc. Nhiều lúc mình kê toa mình không biết, chứ thật rất nhiều trong cái thực hành của mình á, có những cái thuốc nó gây trầm cảm nha mà mình không biết. Viêm gan C đến giờ này theo thống kê của cái hội gan mật Mỹ á, một trong những triệu chứng mà cảnh báo cho mình viêm gan C á, là trầm cảm.
Mà cái này tôi gặp vô số luôn, vô số bệnh nhân viêm gan C nó chỉ biểu hiện là nó buồn hiu, thậm chí mặt nó mét mét, nó xanh 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 đó, là coi chừng đó. Và chắc chắn nó liên quan tới cái thượng thận, tới những cái vấn đề về nội tiết. Không, bên cạnh tiểu đường thì suy thượng thận với suy giáp cũng khá là nhiều. Thì đây là những cái trường hợp người ta gọi là những cái trầm cảm mà secondary, trầm cảm mà thứ phát sau một cái nguyên nhân cụ thể. Đó, thì khi mình thấy, mình hiểu rằng trầm cảm mà tự nó phổ biến và nó có thể nó vừa đơn thuần hoặc nó có thể lồng ghép trong những cái ngữ cảnh của những cái bệnh lý nội khoa khác, thì bây giờ làm sao mình phát hiện nó trong cái bối cảnh của mình, cái bối cảnh y học thực hành, phòng khám nội, phòng khám chuyên khoa, hoặc là trong bệnh nội khoa, trong một cái tại bệnh nội. Các chị phải nhớ một điều rằng cái trầm cảm thống kê của Mỹ nha, 50% bác sĩ y học gia đình ở tiểu bang California khi người ta làm survey pre-test như các chị ngày hôm nay, 50% bác sĩ y học gia đình của tiểu bang California có nguyện vọng muốn được đào tạo thêm về trầm cảm. Vì thật sự có thể là cái thập niên trước chúng ta không được các thầy không có truyền thụ nhiều lắm về cái trầm cảm. Và người ta ví rằng cái trầm cảm ở Mỹ cũng giống như trên thế giới, nó giống như một cái tảng băng, nó chỉ lòi lên 1/3 thôi. Mình phát hiện được 1 ca thì đồng nghĩa là mình đã bỏ sót 2 ca. 2 ca nó làm lẫn quất đâu đó trong tại bệnh của mình, trong bệnh nhân của mình mà mình chưa thấy ra. Mình chỉ thấy được 1/3 thôi. Và đây là tôi nghĩ là cái slide quan trọng nhất mà các anh chị nên nốt lại á. Là như các anh chị thấy mấy cái hình trước á, là thấy người buồn hiu ôm mặt khóc ha, melancholy cái hồi nãy á. Nhưng mà trong cái bối cảnh y học thực hành của các anh chị á, bệnh nhân nó không đến với các anh chị á, là vì khai nó buồn. Bác sĩ em thấy xuống sắc quá, em thấy buồn quá, nó không khai vậy. Các anh chị coi trên cái hình này. Ở cái chuyên khoa tâm thần á, thì khi một cái bệnh nhân trầm cảm người ta đến á, chỉ có một đa phần là những cái triệu chứng về tâm lý. Ví dụ bữa nay tôi thấy khùng quá bác sĩ, tôi thấy quên quá, tôi thấy chán đời quá, tôi thấy mệt quá. Nhưng mà trong cái bối cảnh của các anh chị á, thì những cái than phiền cơ thể nó lại nhiều hơn những cái than phiền về tâm lý. Người ta không đến với mình vì người ta buồn, người ta suy sụp. Người ta đến với mình á, là người ta than những cái triệu chứng về somatic, những cái triệu chứng về cơ thể. Thì những cái triệu chứng cơ thể đó là gì? Chắc chắn là tôi gặp cái bệnh cảnh của các anh chị á, là tôi dám cá 100% là các anh chị sẽ gặp á, những cái bối cảnh của bệnh nhân tới á, là than tùm lum. Ví dụ hay gặp nhất á, là một cô gái trẻ đẹp vô là em á, bác sĩ con vừa đau ngực, con vừa mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, than tùm lum đủ thứ hết. Và cái thống kê nó nói cho mình tất cả là nếu mình bỏ tiền ra, mình làm workup, mình làm checkup, mình chụp MRI từ đầu tới chân, mình thử máu nó tùm lum hết á, thì đa phần tự nhiên 90% là vô căn, là không có nguyên nhân nha. Chỉ có cái đường vàng vàng phía dưới là có nguyên nhân thôi. Còn những cái mà nó than vớ vẩn kiểu này mình chẩn đoán rất là cao siêu á, thật sự nó không có nguyên nhân gì hết. Mà nó chỉ có một cái nguyên nhân duy nhất á, là trầm cảm thôi. Các anh chị sẽ nghe ở phần sau. Thì đây á, là cái key để các anh chị á, nhắm á, thấy được, ngửi được cái trầm cảm từ những cái giây phút đầu tiên á, là bệnh nhân trầm cảm trong bối cảnh á, nội khoa và ngoại trú á, thì thường người ta đến với mình á, vì nhiều triệu chứng phân tán và những triệu chứng cơ thể chứ không phải triệu chứng tâm lý. Bởi vì chẩn đoán trầm cảm á, ở cái tuyến của các anh chị nó khó hơn là cái chẩn đoán trầm cảm bác sĩ tâm thần nha. Bác sĩ tâm thần bệnh nhân trầm cảm tới bác sĩ tâm thần mặt nó buồn hiu à, thậm chí nó còn chìa tay cho mình coi á, là tay nó đã cắt tay tự tử mấy lần rồi. Họ nó vô cái là nó quăng cái thư tuyệt mệnh á, nó khóc hu hu à. Cái bệnh nhân đến với mình á, nó không như vậy, mà nó ẩn giấu, nó núp dưới những cái triệu chứng này. Mà nếu mình không để ý á, là mình hút đầu vào tường liền. Mình thấy nó nhức đầu, mình cho nó đi chụp CT MRI, mình thấy nó đau ngực, mình cho nó đi đạp xe đạp, đi làm những cái test gắng sức đủ thứ, cuối cùng không ra gì hết. Mà tôi nghĩ cái này là cái chuyện thường gặp á, bệnh nhân cực kỳ tốn tiền, cuối cùng không thấy được gì hết. Thì cái nghịch lý ở đây á, mặc dù nó phổ biến như vậy, như cái hình tảng băng các anh chị thấy không, 1/3, chỉ có 1/3 bệnh nhân được chẩn đoán chính xác thôi. Và cái lý do là sao? Thứ nhất á, khi bệnh nhân nó đến với các anh chị á, thì người ta thấy xấu hổ. Cái tâm lý của người châu Á là người ta được dạy dỗ là không có bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Mà nếu tôi thấy chán đời, tôi thấy không thiết sống, tôi thấy không có ý chí phấn đấu nữa, thì tôi không nên nói ra. Nói ra cái đó bị cơ quan đoàn thể, rồi người yêu, rồi vợ nó chê đó, cái thằng này nhân cách nó tệ. Nó kêu là social stigma, đàn ông gì yếu nhớt, hoặc là con gái đứa gì mà đại khái là khi nào cũng ủ rũ vậy, không có tươi tắn.
Do đó cái đầu tiên là người ta có khuynh hướng giấu bệnh. Trong cái ngữ cảnh bệnh nhân trầm cảm đến với các anh chị á, người ta có triệu chứng giấu bệnh. Và khi người ta giấu bệnh á, người ta không nói ra được á, thì nó bộc lộ ra những cái triệu chứng khác như trong tiềm thức á. Người ta, nó bộc lộ ra bằng những cái triệu chứng somatic, những triệu chứng toàn thân. Nhức đầu, đau ngực, tê tay, chuột rút, thở hào hển, cơn hysteri, tay co quắp lại vân vân. Và đồng thời nhiều lúc á, cái này là về phía mình nha, mình bận quá, mình mệt quá, mình không có thời gian để mình hỏi bệnh cho kỹ lưỡng. Nếu một ngày mà tôi khám 100 bệnh mỗi ngày á, như các anh chị ở phòng khám nhà nước á, thì chắc tôi cũng chịu, không có gì được. Tại vì làm việc với một bệnh nhân trầm cảm á, rất là mất thì giờ. Đây là cái lỗi của mình, không biết là cái lỗi hay là cái gì, nhưng mà rõ ràng mình bỏ sót rất nhiều tại vì không có thời gian. Thì đây là cũng là cái một cái slide mà khi để giúp cho các anh chị chẩn đoán cái trầm cảm á, mà nó theo là cái anh chị thấy á, bệnh nhân trầm cảm nó đến với mình á, thường nó khai kiểu này nè: mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, ăn không được, ngủ không được, hồi hộp, mệt tim, bị tụt huyết áp, thòng tim, chóng mặt. Tôi thấy say sẩm quá bác sĩ. Bệnh nhân nào nó biết cơ thể học á, nó biết tim nằm bên trái, nó sẽ kêu đau ngực bên trái. Mà nếu bệnh nhân không biết á, thì nó sẽ khai đau ngực bên phải, vân vân. Nhưng các anh chị thấy trong Harrison viết một câu chắc như ăn bắp á: đau ngực trái thì thông thường là không phải là nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim là đau sau xương ức. Các anh chị nhớ cái câu đó không? Nhưng bệnh nhân thường nó hay than kiểu này. Cái kiểu tôi than bị nhức đầu, nặng đầu. Thì từ cái này á, mình nghe á, bệnh nhân nó nói liên tù tiền hồi á, mình bị sập bẫy. Mình đưa ra những cái chẩn đoán kiểu này. Mà cái này tôi cũng dám khẳng định với các anh chị á, là không có. Có rất nhiều cái chẩn đoán trong này không có trong ICD-9 hoặc là 10. Những cái bệnh này chưa hề có trong đời, tự nhiên mình chế ra thôi. Suy nhược thần kinh nè, lão suy nè, rối loạn thần kinh tim nè, máu lên não không đều nè, rối loạn tiền đình nè, viêm xoang. Thấy đau đâu là mình phán chỗ đó. Và nó dẫn dắt mình á, đi làm một lô, một lốc những cái xét nghiệm để mình đi tìm. Thì do đó cái key ở đây, tính phân tán và triền miên của những triệu chứng cơ năng á, là cái key để mình ngửi thấy cái trầm cảm. Và nếu mình không giải thích được những cái triệu chứng đó bằng một cái bệnh lý nào khác á, thì mình có thể đi thẳng ngay tới cái triệu chứng trầm cảm. Đây á, cái slide này là kinh nghiệm đắt giá của tôi á, khi mà gặp rất nhiều bệnh nhân á, cứ là cứ tả oán kiểu đó. Và nó được khẳng định á, cách đây chừng 1-2 tháng á, ở một cái nghiên cứu nó mới publish ở đây á, một cái nghiên cứu ở Nhật nha các anh chị. Các anh chị thấy đây á, là của General Medicine nha. Nó tiến hành trên phòng khám gia đình. Thì người ta đúc kết lại á, nếu bệnh nhân khai trên 3 triệu chứng cơ năng, trên hoặc bằng 3, và trước đó đã trả tiền ha, đi đã lăn lóc qua 4 phòng mạch, mình phải đi tầm soát cái trầm cảm. Tại vì người ta tính ra được cái odds ratio á, nếu mà có 2 triệu, coi như có nghĩa là bệnh nhân than tùm lum và đi lăn lóc chỗ này qua chỗ khác á, thì cái tỷ lệ trầm cảm á, xuất cái nguy cơ của bệnh nhân này nó có thể tăng gấp 2 lần. Nếu khai tùm lum và đi qua nhiều bác sĩ, trên 4 bác sĩ nha, thì mình có quyền ha, đi tìm cái trầm cảm. Ở Việt Nam các anh chị thấy thông thường nó bao nhiêu bác sĩ? Cả chục bác sĩ á, bưng tới một rổ thuốc từ dưới tuyến xã, tuyến huyện, tỉnh rồi lên tới Chợ Rẫy đi tùm lum hết á. Thường á, nó đem một cái sấp toa như vậy, mà thật sự bản chất là trầm cảm. Thì cái chẩn đoán trầm cảm thực sự nó không phải là khó nha các anh chị, nhưng đòi hỏi với mình nó rất là uyển chuyển. Thì có một cái tiêu chuẩn trầm cảm đến giờ này vẫn là cái lừng danh nhất, mà nó tiện nhất cho mình á, là mình screening nó là bằng một cái thang điểm á, một cái bản questionnaire, cái bản luận vấn á, là DSM-4. DSM-4 á, là chẩn đoán những cái bệnh về tâm thần. Thì nó cho mình 2 câu hỏi. Và trong cái nguyên ngữ của New England Journal of Medicine á, thì nó đòi hỏi mình á, là phải hỏi, nó dùng chữ vẹt ba tim á, là hỏi nguyên si, không thêm không bớt một chữ, trong ngữ cảnh tiếng Anh. Trong tháng qua ông hay bà có thấy xuống sắc, u sầu hay thất vọng không? Thứ hai là trong tháng qua ông bà có thấy buồn chán, không ham thích gì không? Cái này là tôi dịch ra tiếng Anh. Nhưng các chị thấy trong cái bối cảnh thực hành của mình, nếu tôi khám một cái bà già miền Tây, một cái bà má dưới miền Tây, mà tôi hỏi cho dạ, thưa bà ngoại tháng vừa rồi có thấy u sầu, xuống sắc hay vô vọng không? Là mình fail liền. Mình không chung ngôn ngữ của bệnh nhân. Cái ngôn ngữ của cái y học hàn lâm á, nó không chung ngôn ngữ của bệnh nhân. Mà thường á, là tôi phải hỏi tẹo đi một chút. Nói trước giờ là bà thích cái gì? Nói tôi thích nghe vọng cổ lắm. Nói tôi thích đeo hột xoàn cà rá lắm. Nói, cuối tuần tôi có tiền cái là tôi bán lúa cái là tôi đi chợ tôi mua hột xoàn cà rá. Nói bây giờ còn thích không? Nó không thích nữa.
nó mở cái radio lên, nó lén nghe, nó nghe vòng cổ cái là tôi tắt liền, tôi chịu không nổi nữa. Thì cái đó nó rơi vô cái tiêu chuẩn 1 đó. Mình phải tìm cái ngôn ngữ chung với bệnh nhân á, để mình bộc lộ hai cái yếu tố này ra, là anhedonia là cái tâm trạng mà thờ ơ chán nản với mọi chuyện trên đời, chuyện vui chuyện buồn gì nó cũng vậy, buồn nó không buồn mà vui nó không vui luôn, khi nào nó cũng lờ đờ như vậy là anhedonia. Đó là cái bên này nè, không ham thích gì hết, khi nào cũng đờ đờ vậy. Và cái dạng sau nó tệ hơn là nó cảm thấy hopeless hoặc là melancholic, nó buồn đi, nó suy sụp xuống. Thì nếu có cả hai yếu tố này, không có hai yếu tố này là không phải trầm cảm, không phải trầm cảm nặng, không phải major depression. Nó nếu là không là mình loại trừ cái một nha các anh chị, major depression. Nếu có một, bệnh nhân trả lời một trong hai, thì mình phải hỏi thêm những cái triệu chứng này. Giảm ha, bệnh nhân có giảm khí sắc không, mặt khi nào cũng thấy buồn buồn không, thậm chí mình hỏi ông chồng luôn á, nó vợ tôi sau này khi nào mặt nó cũng dầu á, mặt nó thấy không vui, mình thấy chán nản, có thấy chán nản không, có thay đổi cân nặng không, thay đổi cân nặng á là đồng nghĩa cả tăng cân lẫn giảm cân ha, có bị rối loạn giấc ngủ không, hoặc là ngủ ly bì, hoặc là ngủ đầu hôm cái sáng dậy là thức trắng mắt, hoặc là ngược lại đầu hôm thì thức, sáng dậy thì vẫn còn thèm ngủ tiếp. Nó rối loạn hết á. Những cái rối loạn về khả năng tâm lý, dễ kích thích hay là trì độ. Tự nhiên á, có cái từ là cái thấy mặt nó ngu ra, nó đờ ra, nó không làm việc được. Hoặc là hở chút là nó sững cồ lên. Những cái vấn đề mà về tâm thần á, hoặc là mất năng lượng, khi nào cũng đủng đỉnh lờ đờ ha. Hoặc là cảm giác tội lỗi. Bác sĩ, con tôi á, tháng trước nó vừa bị đụng xe chết, bây giờ tôi buồn hiu. Nó sao bà buồn? Nếu tôi không mua cho nó chiếc Ducati đó thì bây giờ nó đâu có chết. Đó, cái khuynh hướng của người trầm cảm, cái gì người ta đổ vô cho ha. Nếu tôi chịu khó là make up đi thẩm mỹ viện bơm như này, thì bây giờ chồng tôi đâu có vợ bé. Người ta có khuynh hướng người ta đổ lỗi hết cho mình đó, nó kêu là guilty á, cái cảm giác khi nào cũng guilty á. Hoặc là giảm tập trung. Người ta coi tivi, người ta coi chừng nửa tiếng, hay là coi chừng 15 phút người ta tắt liền, người ta không theo dõi được. Người ta coi một cái tuồng, nghe một cái tuồng trên radio, người ta cũng không có tập trung được. Và cuối cùng á, mình phải hỏi một câu bắt buộc nha các anh chị, là hỏi thẳng luôn á, không có tránh né, có muốn chết không. Nếu có là mình phải coi đây là một cái trường hợp cấp cứu và mình phải chuyển cho chuyên khoa tâm thần liền. Thì các anh chị thấy có một cái điều gì nè, nếu bây giờ mình nhìn lại mình thôi, các anh chị thấy lâu lâu mình cũng có cái này chứ, gần như là có hết á. Lâu lâu mình cũng muốn chết, lâu lâu mình cảm thấy là mọi chuyện tội lỗi là do mình, lâu lâu mình muốn xìu ẻn vô đi khám là nhìn mặt bệnh nhân là thấy ớn ngược luôn á. Đó, thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán này nó dựa trên cái Bayes theorem á, nhiều yếu tố chồng chéo lên nhau, nó là hội của nhiều cái factor. Nó quy định rất là hay á, là phải 5 trên 9 và trên 2 tuần. Trên 2 tuần và 5 trên 9 thì lúc đó mình có thể chẩn đoán là trầm cảm. Chứ còn lâu lâu mình bị cơn á, thì chán đời muốn phóng xe đi nhậu chẳng hạn, không muốn làm việc nữa, thì cái đó là một cái cơn nhất thời thôi, chứ chưa phải là bệnh lý trầm cảm. Do đó các anh chị nhớ là 5 trên 9 và 2 tuần trong cái bảng này. Nếu các anh chị thấy cái này rồi, có một cái nữa là anh chị, đây là một cái thang điểm á, nó mục đích của nó là loại trừ nha các anh chị. Do đó cái độ nhạy cảm của nó là 96%. Nếu mà không có là mình loại trừ ngay trầm cảm, cái độ chuyên biệt của nó là 57% thôi. 57% là sao? Nếu mà độ chuyên biệt 57% á, là nếu mà đạt cả 5 trên 9 này á, mình đi đến cái chẩn đoán trầm cảm á, mình đúng có một nửa thôi. Đó, càng tăng nhiều lên á, tăng nhiều triệu chứng lên thì cái độ chuyên biệt á nó càng giảm. Càng giảm cái độ chuyên biệt xuống á, mình giảm cái số triệu chứng. Ví dụ mình thấy 4 trên 9 là mình sẽ gặp nhiều hơn. Do đó các anh chị á, đừng bao giờ bắt buộc á máy móc một cách 4 á là phải 5 trên 9. Ví dụ như á, bệnh nhân cảm thấy có buồn chán, giảm khí sắc, không có tự sát cũng không sao hết. 4 trên 9 á. Đó, hoặc là chỉ cần á, là có ý nghĩ tự sát vì chán đời. 2 trên 9 thôi là cũng đủ rồi. Chứ mình đừng có máy móc lắm. Đây là con số thống kê thôi. Trong cái lâm sàng mình phải uyển chuyển một chút, là vì lý do cái độ chuyên biệt đó là 57% thôi. Nếu các chị quên, đây là một cái tờ giấy á, mà cái hồi mà tôi khi tôi bắt đầu nghiên cứu về trầm cảm đó, tôi in ra tôi để trước mặt luôn á. Nó dùng chữ là mnemonic á, những cái thuật nhớ á, set face ha, set face, appetite này là cái thèm ăn này, sleep ngủ, anhedonia cái cảm giác mà hưng phấn, cảm giác mà sung sung á, depressed mood, giảm khí sắc, fatigue,
ăn rít tê, khi nào mới thấy bức rứt đụng vô cái là hay là muốn chùm chùm đó, muốn cào rách mặt liền á, à, khi nào muốn chửi á. Còn concentration, cái khả năng tập trung, esteem, cái khả năng mà chăm sóc bản thân á. Ví dụ các anh chị thấy đàn ông thì không cạo râu, đàn bà thì không make up, không có nhổ lông mày, tóc tai, đầu bù, tóc rối á, thì cái đó là cái biểu hiện gián tiếp. Nhiều lúc mình nhìn bệnh nhân cái là mình thấy được cái self esteem liền. Và cái cuối cùng là suicide, là tự sát đó. Thì các anh chị cứ đếm mấy cái này mà nói ra thì nó dông dài vậy, thật sự nhìn cái mặt người trầm cảm biết liền à, mặt nó buồn hiu à, hoặc là buồn hiu, hoặc khi nào cũng giáo giác, mà khi nào cũng hốt hoảng á, cũng cảm thấy giống như nó lo lắng, nó tưng tưng về cái gì á. Làm quen á, các anh chị sẽ có một cái feeling cái này rất là lạ, mình nhìn cái là ra liền, nhiều lúc không cần hỏi nhiều nữa đó. Và nếu mà bệnh nhân đó mà như cái phần giới thiệu trước á, các anh chị thấy nếu bệnh nhân nó khai ầm lên á, nó nói hết chuyện này qua chuyện kia, tả oán hết triệu chứng này qua triệu chứng kia, là mình có thể nghĩ tới trầm cảm và mình trị được rồi đó. Thì đó là cái ngữ cảnh của cái trầm cảm mà đơn thuần. Còn nếu cái trầm cảm nó có thể lẫn quất trong những cái bệnh lý khác nữa, các anh chị thấy số 1 á là viêm gan siêu vi C nha, giống như tôi nói là hồi nãy, có những cái bệnh lý ác tính mà cái xúc độ trầm cảm nó nhiều hơn, đặc biệt là đường tiêu hóa hoặc là tụy. Nội tiết là các anh chị luôn luôn phải nhớ là bệnh tuyến giáp với thượng thận. Mà cái thượng thận á, trong cái ngữ cảnh của mình á, các anh chị biết là cái gì không? Không phải là những cái bệnh lý về Addison đâu, mà chơi corticoid ở nhà đau nhất rồi mua corticoid rồi ngưng cái, nó tụt cái cortisol xuống, rồi dưới buồn hiu á. Cái đó là một cái trầm cảm thứ phát do cái lạm dụng corticoid mà mình gặp như cơm bữa. Các anh chị đừng quên cái này. Thiếu máu, thiếu acid folic thì không nhiều rồi ha. Sau đột quỵ, cái này cũng là một cái đề tài rất lớn. Parkinson cũng nhiều. Bệnh tạo keo, lupus, một trong những cái triệu chứng mà để screening lupus á, là trầm cảm nha các anh chị. Hoặc là rheumatoid arthritis, viêm đa khớp dạng thấp cũng nhiều lắm. Thuốc tôi sẽ đề cập ở phần sau. Và cái rối loạn giấc ngủ, hội chứng Pickwick á. Pickwick là cái hội chứng mà ngưng thở lúc ngủ á, trong một cái nhân vật của Dickens á, Dickens á. Thì cái nhân vật này á, ổng mập quá, do đó ổng thở rồi ngưng, nó có cái cơ hội chứng ngưng thở lúc ngủ đó. Thuốc thì các anh chị chú ý dùng corticoid, và thứ hai là interferon thì bây giờ nó hết cái thời điểm đối với điều trị viêm gan. Bây giờ thì cái vai trò của interferon đó, gần như nó chấm dứt rồi, nhưng mà mình cũng phải nhớ. Và có một cái á, trước giờ mình học á, là các thầy hay nói là thuốc chẹn beta tan trong mỡ, trong nước tan trong mỡ thì nó lipophilic á, thì nó tăng cái trầm cảm. Nhưng thật sự cái đó sai. Về thống kê, người ta đã tổng kết thuốc chẹn beta thì không làm tăng cái xúc độ trầm cảm, do đó mình có thể xài thoải mái đó. Còn những cái kia thì tôi nghĩ, những cái này thì tôi nghĩ là không có nhiều lắm, chủ yếu là interferon và corticoid, mình phải loại trừ mấy cái này đó. Thì nãy giờ á, tôi nghĩ các anh chị cũng bắt đầu mệt rồi, thấy cái trầm cảm á, thấy nó lộn xộn á, nó phong phú quá. Nhưng mà ngược lại, cái điều trị trầm cảm nó rất là precise, nó rất là nhất quán nha các anh chị. Trầm cảm do nguyên nhân nào thì cái nguyên lý của trầm cảm nó đều như nhau hết. Cái nguyên lý đầu tiên là giáo dục bệnh nhân, education đối với bệnh nhân rất là quan trọng. Và trong đó mình phải nhớ những cái nguyên tắc mà sách nào nó cũng dạy hết á, là don't, điều không được làm là tự bản thân mình coi cái người trầm cảm là một cái người khuyết tật về tâm lý, một cái nhân cách bệnh, một cái người đáng khiển trách hay là trừng phạt hay là la mắng. Và mình không được nói một câu với bệnh nhân á, nói một câu trất quốc à, mọi cái là do trong đầu ấy đó, từ từ nó hết. Mình ổn định cái đầu lại đi thì nó hết, ổn định tâm lý rồi nó hết. Không phải dễ vậy, không phải dễ dàng như vậy. Mà khi mình nói câu này là mình đã thất bại rồi, mình đã nhận thức sai về trầm cảm rồi. Mà cái đu á, cái đầu tiên là mình phải coi cái trầm cảm là một bệnh lý như những cái bệnh lý khác. Nó là bệnh chứ không phải là tật, không phải là một cái tật xấu như hút thuốc, như nghiện xì ke, như lạm dụng tình dục, mà nó là một cái bệnh và nó cần được điều trị. Và khi điều trị thì nó cực kỳ hiệu quả. 80% bệnh nhân trầm cảm có thể được điều trị tốt trong cái bối cảnh y học gia đình. Và có một cái nữa mà tôi nghĩ là cái chiêu này rất là hiệu quả ở bệnh nhân Việt Nam á, nhấn mạnh về tính phổ biến của bệnh. Là mình giải thích cho bệnh nhân cái bệnh này bây giờ nó nhiều lắm bà ơi, cái ông mà vừa ra trước bà cũng bị vậy, cái cô ca sĩ XY đó cũng bị cái này, vân vân. Khi cái người bệnh nhân Việt Nam người ta nghe rằng chung quanh họ có rất nhiều người bệnh cái này, người ta tin liền, thì chắc tôi cũng bệnh vậy. Mình dễ thuyết phục người ta hơn.
chứ còn không á, có tôi đã gặp những bệnh nhân người ta sững cồ lên đó, tôi về mà bác sĩ kêu kêu tôi điên hay sao, hay là kêu tôi bị trầm cảm hay sao. Người ta 1/3 bệnh nhân trầm cảm á là từ chối chẩn đoán nha các anh chị. 1/2, 50% bệnh nhân trầm cảm là người ta không chịu. Do đó mình phải thuyết phục người ta là cái này, thuyết phục nó là một cái bệnh lý, và cái bệnh lý đó căn nguyên của nó các anh chị học rồi, cái trầm cảm mà các anh chị học trong nhà trường á, mấy thầy nói nghe rất phê, nói hồi cuối cùng á là cơ chế trong niêm là nó viết một câu là không rõ, nó đủ thứ cơ chế nhưng mà không rõ, và thuốc trầm cảm nó cũng không rõ luôn. Nhưng mà tự trung lại cho một cách dễ nhớ, người ta thấy tất cả những cái xúc cảm của bệnh nhân trầm cảm mà nó biểu hiện ra là nó liên quan tới những cái neurotransmitter trong cái synapse á, nó liên quan tới dopamine, tới serotonin và oxytocin. Tất cả những cái hạnh phúc của con người nó liên quan tới cái này. Thì đây là một cái animation các chị coi thử á. Nếu mà hạnh phúc á là đầy hết à, nếu mà lo lắng á các chị thấy là nó tuột xuống. Trầm cảm á là ba cái ống này nó trống rỗng luôn à, cảm giác hơn yêu đương á. Đó, cái gì á. Thì các chị thấy mình qua cái hình này á, nó giúp cho mình thấy được cả cơ chế lẫn cách điều trị. Cơ chế của trầm cảm là gì? Là cạn kiệt những cái chất dẫn truyền thần kinh, và điều trị á làm sao mình tăng nó lên, tăng nó lên trong những cái synapse. Thì cái điều trị bằng thuốc cũng vậy, mấy thầy nói rất đã, nhưng cuối cùng sách dược lý viết hết chương này tới chương kia, nhưng mà cơ chế tác dụng của thuốc trầm cảm đến giờ này cũng chưa rõ, cơ chế chính xác cũng chưa rõ. Và thấy trong một cái rừng thuốc trầm cảm á thì không có thuốc nào vượt trội hết á, như nhau hết á. Cái viên thuốc mà mấy trăm đô la cho tới viên thuốc á mà có mấy trăm đồng Việt Nam á, như amitriptyline á, đều như nhau hết, đều tác dụng như nhau hết. Và những cái thuốc thế hệ mới giống như Zoloft, Citalopram á, thì người ta có ít độc tính hơn 3 vòng. Đồng ý, chính xác luôn. Những cái thuốc mà độc tính cái thuốc 3 vòng thì các chị uống nó khô miệng, nó nhịp nhanh, nó huyết áp tăng, ảnh hưởng tới tim mạch nhiều lắm, bí tiểu rồi glaucoma, những cái đó là classic rồi. Nhưng không có cái thuốc nào làm giảm cái nguy cơ tự sát hết. Cái tỷ lệ tự sát giữa hai nhóm thuốc đều như nhau. Không có thuốc nào hơn thuốc nào. Và có một câu này tôi viết ra rồi nhưng mà tôi phải gạch ngang á, là để lưu ý với các anh chị á, sách vở phương Tây á, của Âu Mỹ người ta nói rằng SSRI, ví dụ như Zoloft 20,000 viên á, uống ngày 3 viên là thành 70,000 mà uống cả đời á. Người ta nói rằng SSRI nó đắt hơn, nhưng mà tổng chi phí điều trị á, thì vẫn như nhau. Vì á, bệnh nhân phải quay lại nhiều lần để đổi thuốc là vì cái tác dụng phụ. Câu này có thể đúng ở phương Tây nhưng mà không đúng ở Việt Nam. Là vì sao? Cái thuốc mà trị trầm cảm Việt Nam giá nó cực kỳ rẻ so với bên kia. Ví dụ chi phí mà điều trị Zoloft bên kia, tôi có những bệnh nhân Việt Kiều về, người ta trị một tháng cả mấy ngàn đô. Về đây người ta rất là ngạc nhiên, ví dụ một viên Citalopram có 7,000 thôi. Thì nó vừa ngon vừa rẻ thì tội gì mình không xài. Không tính cái chuyện chi phí ở đây. Ở Việt Nam, nhất là những cái thuốc mà SSRI mà của Hàn Quốc, Ấn Độ hay là của Việt Nam, những cái generic thì nó quá rẻ. Và ngay cả brand name của hãng nó cũng rẻ hơn bên kia nhiều. Do đó ở đây mình không tính cái chuyện chi phí. Thì cái thuốc mà hàng đầu bây giờ các anh chị thấy người ta viết là SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, ức chế tái thu nạp serotonin. Nó là thuốc hàng đầu. Mà thuốc hàng đầu á, các anh chị nhớ luôn luôn á, những cái triệu chứng của nó thì tôi sẽ nói ở phần sau á, là buồn nôn, mất ngủ, lo âu ha, những cái triệu chứng tác dụng phụ mà nó xuất hiện trong 2 tuần đầu tiên. Đây là những cái hay gặp nhất. Chứ còn nếu mà kể ra theo cái toa thuốc á, thì nó dài cả mấy trang, mình không cần nhớ hết. Và cơ chế của nó là gì? Các anh chị thấy trên cái synapse á, cái nơi mà những cái tế bào thần kinh nó nối với nhau á, chỗ này cái khe synapse á, thì nó có giống như một cái biển á, một cái eo biển. Thì chỗ này là những cái neurotransmitter nó rất nhiều, trong đó có norepinephrine, trong đó có serotonin. Thì bản chất của những cái thuốc này á, thì nó chặn lại, nó không, nó ức chế cái tái thu nạp, nó không cho chạy vô đây nữa, và nó tăng cái dẫn truyền, tăng cái nồng độ những cái chất dẫn truyền thần kinh trong cái khe synapse. Cơ chế đó một cách vắn tắt là như vậy thôi, nhưng cơ chế đích xác vì sao thì đến giờ này là chưa rõ. Do đó các anh chị cũng không phải nhớ nhiều, chỉ cần nhớ là nó tác dụng qua cơ chế của những cái chất dẫn truyền thần kinh, và giống như nó bơm đầy ba cái ống đó, ba cái ống hóa chất trong cái não mình đó, là tự nhiên bệnh nhân nó thấy happy trở lại. Thì thường là tôi không có ý định là làm những cái lecture mà nặng về lý thuyết, nhưng mà cái mà các anh chị mà cần nhớ đó, ha, là cái nguyên lý trong thực hành đó, là cái điều trị bằng thuốc và liều lượng đó, thì nó có 3 giai đoạn: initial dose, target dose và step up dose.
initial đó luôn luôn mình phải bắt đầu bằng cái liều thấp nhất. Vì sao? Là vì mình sợ cái tác dụng phụ, bệnh nhân nó bỏ trị. Ha? Mình xài cho ví dụ Zoloft mình có thể xài liều 25 tới 50, Venlafaxine 37,5, Citalopram 10. Sau 5 tới 10 ngày khi bệnh nhân bắt đầu quen thuốc rồi á, thì mình sẽ tăng tới cái liều đích. Liều đích là cái liều duy trì để giữ cho bệnh nhân á, trong cái trạng thái mà ổn định khí sắc nha các anh chị. Ví dụ là Zoloft mình có thể tăng lên tới 100, Venlafaxine liều này và Citalopram. Còn cái step up dose á, 3 tới 4 tuần sau, thường là sau 1 tháng sau á, mình gia giảm tùy theo cái khí sắc của bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân người ta uống Citalopram 20 rồi mà thấy vẫn còn buồn buồn, thấy vẫn còn chán đời, vẫn còn nản á, thì lúc đó mình tăng thêm chút, giống như là mình nấu ăn vậy đó, mặn thêm chút muối ha. Nếu mặn quá thì mình thêm chút đường, mà lạt quá thì mình thêm chút muối. Cái này là cái tài khéo của mỗi người, không ai nói được. Nhưng mà nói chung, nếu mình chưa có kinh nghiệm thì mình cứ bám theo cái liều thấp và cái liều đích. Trong cái khoảng này thì tôi tin rằng nó tác động ít nhất là 80% bệnh nhân trầm cảm rồi. Còn cái phần này là cái phần gia giảm, và tùy theo cái mức độ mà quan hệ giữa mình với bệnh nhân nữa. Mình càng thân với họ thì người ta càng bộc lộ cái cảm xúc ra, càng bộc lộ cái than phiền ra, thì từ đó mình điều chỉnh cái này giống như mình nêm nếm cho vừa cái khí sắc của họ, thì lúc đó mình sẽ chỉnh mới đúng được. Đó, thì luôn luôn mình bắt đầu bằng liều thấp, tăng liều rất là chậm, và trung bình đó là mình phải mất một tháng để mình đạt tới cái liều này. Không đi đâu mà vội hết. Và trong cái thời gian mà không đi đâu mà vội hết, cái keyword á mà tôi muốn các anh chị giải thích và giải thích, làm ơn nói trước dùng, bà uống cái này vô là bà sẽ cảm thấy hơi mệt một chút, hơi buồn ngủ, hơi chóng mặt chút xíu, mà không có sao đâu nha, uống giùm tôi đi. Qua một tuần á là thấy á, là bà thấy vui lại, người nó tươi tỉnh lại, là người thấy nó khỏe ra. Luôn luôn mình phải nói trước cái đó, tại vì không có gì vô lý bằng khi bệnh nhân đến với mình á, người ta đã buồn hiu rồi, người ta đã mệt rồi, về uống viên Zoloft vô tối ha, xỉu cái bịch, ói mửa tùm lum, người nhà, thậm chí là người nhà đến bệnh viện mắng vốn thôi, đi kiện customer service đủ thứ hết á, người ta không hiểu. Và thậm chí cái điều dở nhất á là người ta bỏ luôn, người ta không quay lại với mình nữa, là coi như là mình thất bại mỹ mãn. Luôn luôn bắt đầu bằng giải thích, 1-2 tuần sau mới cải thiện. Bắt đầu bằng cái liều thấp nhất, tăng liều rất là chậm, mỗi 2 tuần nhích lên từng chút. Nếu mà bệnh nhân mệt quá, thường á là những cái SSRI á là mình phải uống buổi sáng chứ, mặc dù nó buồn ngủ nhưng mình uống buổi sáng để làm chi, trong ngày cái nồng độ serotonin trong não mình nó tăng lên để làm cho bệnh nhân nó hưng phấn lên, nó bớt buồn đi. Nhưng mà nếu mệt quá, bệnh nhân đừ quá, buồn ngủ sặc sừ quá, thì mình cho bệnh nhân khuyên uống buổi tối. Trong cái thời gian đầu khi quen thuốc rồi á, mình chuyển qua uống buổi sáng. Có một điều rất là quan trọng, và đây là kinh nghiệm xương máu của tôi á, khi bệnh nhân trong cái giai đoạn á mà khởi đầu á, các anh chị biết á, là có một cái quy luật là thường bệnh nhân trầm cảm khi mình cho SSRI vô á, khí sắc nó sẽ tuột xuống nha. Cái nguy cơ tự sát á, nó lại sẽ tăng lên trong 1-2 tuần đầu. Tự nhiên uống thuốc vô thấy buồn, thấy mệt, thấy bức xúc không chịu được, thì coi chừng là bệnh nhân sẽ tự sát trong cái thời gian đó. Do đó đứng về mặt mà pháp y á, pháp lý á, mình không nên kê toa trong cái thời gian đầu quá 2 tuần, để tránh cái nguy cơ bệnh nhân dùng ngay cái đó nó tự sát. Mà tôi đã gặp 2 trường hợp rồi. Buổi chiều tôi kê toa 2 tuần Zoloft, thì ngay tối đó đồng nghiệp của tôi ICU gọi tôi mắng vốn, nói mày cho thuốc sao mà nó vừa uống hết 2 vỉ Zoloft đó, tao vừa xúc ruột nó. Đó là một cái tình huống có thật. Và đồng thời á, mình nên gặp bệnh nhân mỗi 1-2 tuần, gặp để nói chuyện, nhiều lúc nói khơi để mình tăng cái kết nối của mình với bệnh nhân, mình củng cố cái lòng tin của họ. Và tôi dám khẳng định với các anh chị á, trong chừng 1-2 tháng khi bệnh nhân đã ok rồi á, trong cái từ của hãng Pfizer nó có một câu rất là hay á, bring smile back. Khi bệnh nhân đã cười toe toét rồi, đã vui vẻ yêu đời rồi, lúc đó kêu họ không bỏ thuốc. Người ta rất là thích uống thuốc rất chăm chỉ, tái khám rất chăm chỉ. Và thậm chí tôi đã gặp một bệnh nhân, người ta đang đi du lịch ở Trung Quốc, thì người ta quên Zoloft ở nhà. Ở Bắc Kinh lúc đó người ta không mua được Zoloft, thì lúc đó người ta bỏ nguyên chuyến du lịch luôn, người ta đi về nhà để người ta tiếp tục uống Zoloft. Khi mà êm rồi, các anh chị sẽ thấy là bệnh nhân trầm cảm là những người bệnh nhân dễ thương nhất trên đời. Compliance, cái tuân thủ rất là tốt. Mà còn lúc đầu thì lại là bệnh nhân khó thương nhất trên đời, cũng là bệnh nhân trầm cảm. Thì ráng chịu đựng 2-4 tuần đầu. Và cái cơ chế của nó là gì? Cơ chế vì sao có cái chuyện lúc đầu thì dễ ghét mà lúc sau thì dễ thương á? Tại vì khi mình uống một cái viên SSRI vô á,
thì cái tác dụng mà nó tăng những cái chất dẫn truyền lên synapse á, chỉ vài giờ cho nó xuất hiện rồi. Và tác dụng phụ cũng vậy, tác dụng phụ nó có trước và cái tác dụng điều trị á, 1 tới 6 tuần sau mới thấy. Cho nó cái khoảng này á, là cái khoảng mình nghe chửi hoặc là mình nghe than phiền thì mình chịu khó đi tiếp xúc với bệnh nhân, mình ráng thân ái với họ để giúp họ qua cái này. Còn cái qua được cái khúc này rồi, bảo đảm với các anh chị là ok, đúng ngày đúng tháng là họ lò mò xuất hiện, bác sĩ cho em uống thuốc tiếp đi, nói mấy câu cái là lấy cái toa ra về, rất là chăm ngoan á. Và có một cái số tương tác á, thôi cái này thì tôi xin đi vắn tắt thôi ha, không có nhiều. Còn có một cái nữa, kết hợp với diazepam, các chị thấy bệnh nhân trầm cảm này thường hay là than là mất ngủ ha, thì khi nào mình cho diazepam trong 30-60% trường hợp. Nhưng diazepam không phải là lối ra cho trầm cảm nhé các anh chị, vì uống nhiều cái an thần á, uống nhiều valium, uống nhiều seducen quá, cái này mình rất là hay bị. Cứ vô trạm y tế phường xã tới quận huyện á, thuốc gây nghiện là cứ quất vài viên valium về cho dễ ngủ, nhưng mà thật sự lâu dài á thì nó tăng nguy cơ té ngã và nó làm cái khí sắc nó đi xuống nha các anh chị. Người ta không khuyến khích cho benzodiazepine mà lâu dài trong cái trầm cảm, trừ những cái trường hợp mà có rối loạn lo âu thôi. Thì mình bắt đầu vô những cái bí quyết á, mà rất nhiều chuyên gia khác người ta đúc kết lại cho mình á, clinical pearls, những cái viên ngọc về lâm sàng á. Nếu bệnh nhân có lo âu thì mình có thể cho benzodiazepam, chừng á, cho valium đi, Xanax gì đó, anprazolam trong 1-2 tuần đầu để cho bệnh nhân người ta calm lại, người ta chấp nhận dễ hơn. Nhưng mà nhớ là đừng cho lâu dài, người ta sẽ ghiền thuốc và thậm chí nó đưa cái khí sắc đi xuống. Nếu bệnh nhân có buồn ngủ, có mất ngủ ghê gớm thì mình dùng những cái SSRI mà có tác dụng phụ là buồn ngủ và mình cho uống buổi tối, ví dụ như paroxetin, ví dụ như remeron, ví dụ như amitriptyline. Những bệnh nhân mà có PTSD, có những cái rối loạn chấn thương, có ác mộng về đêm á, thì mình cho amitriptyline hoặc là mình cho prazosin. Mình lợi dụng cái tác dụng phụ gây buồn ngủ để mình trị luôn cho bệnh nhân á, cái chuyện mà mất ngủ. Và luôn luôn mình phải giải thích với bệnh nhân á, khi mà ra khỏi cái trầm cảm rồi thì cái giấc ngủ bình thường á, bệnh nhân sẽ ăn được, ngủ được, coi như ngủ khỏe ra. Sáng dậy á, sắp vào nó dùng một cái từ rất hay á, là refresh morning. Mình cũng cần hỏi bệnh nhân á, là ngủ được mấy tiếng, nó sáng dậy thấy có khỏe không, thấy có tươi tỉnh không. Nếu mà tươi tỉnh là chứng tỏ cái giấc ngủ người ta là đạt chất lượng lẫn số lượng, không cần đến giờ. Khi ra khỏi trầm cảm thì mình sẽ trả lại cho bệnh nhân á, cái refresh morning đó. Đó, cái đây là một cái clinical pearl đầu tiên mà tôi đúc kết được. Cái clinical pearl thứ nhì là nếu trầm cảm nó nhiều như vậy, mình ôm số hết 80% á, thì khi nào mình chuyển cho ông tâm thần. Chúng tôi lỡ có gì mình bị bắt bỏ tù, hoặc thậm chí bệnh nhân nó nổi điên á, nó đâm chết mình, đã có trường hợp vậy rồi ở Việt Nam á. Thì nguyên tắc là vậy nè, các chị thấy trầm cảm á, người ta viết á, là cái mặt buồn á, cái sad face á, bệnh nhân có thể điều trị bác sĩ y học gia đình, bác sĩ nội tổng quát có thể điều trị trầm cảm khoảng 80% trường hợp, mình không có ngần ngại gì hết á. Và cái này là khuynh hướng của bên Mỹ luôn, người ta đưa cái trầm cảm về cho cái bối cảnh về nội khoa chứ không phải trong cái người tâm thần nữa. Tâm thần ôm không nổi, mình chuyển khóa tâm thần khi nào, khi mà mania người ta, các chị thấy người ta vẽ cái mặt cười á, là khi nào cũng tưng 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 lên, hưng phấn thái quá, khi nào cũng tưng tưng lên. Psychosis, có loạn thần, ví dụ vô cái bác sĩ từ em thấy con ma đứng sau lưng bác sĩ, hoặc là tối qua em mơ thấy có người ám hại, khi nào em cũng nghe tiếng Phật Chúa nói trong đầu hết. Những cái loạn thần đó mình cũng phải chuyển bác sĩ tâm thần, nó vượt quá sức mình rồi. Một cái dạng nữa là bipolar disorder, các anh chị thấy người ta vẽ cái mặt á, là vừa cười vừa khóc, nó có những cái cơn mania với hypomania, vui cười, khí sắc nó dao động ha. Cái này các chị phải hỏi rất kỹ nó mới lòi ra, tại vì nhiều lúc á, cái cơn mà mania này á, nó ẩn giấu trong cái quá khứ của người ta cả mấy chục năm về trước. Cái mania này á, sau đó người ta mới đi vào cái giai đoạn trầm cảm, thì thật sự cái đó là bipolar disorder chứ không phải là trầm cảm đâu. Và đến giờ này á, nếu có dịp tôi sẽ quay lại nói chuyện với các anh chị á, cách làm sao mình nhận được ra cái bipolar disorder trong cái bối cảnh nội khoa. Tại vì người ta sau này người ta thấy rằng 1/4 cái trường hợp trầm cảm, 1/4 cái trường hợp bipolar disorder là bị chẩn đoán lầm qua trầm cảm nha. Mà bipolar disorder bây giờ là một cái notion rất lớn trong nội khoa lẫn trong thần kinh. Hoặc là mình xài thuốc mà không đáp ứng thế nào? Sau 2
2 tháng bệnh nhân nó vẫn trơ trơ, nó vẫn buồn, nó vẫn đòi chết, nó gặp mình nó khóc hu hu á, thôi lúc đó thôi không xài nữa. Cần phối hợp thuốc, nếu trên xài trên một thuốc, nếu cần phải phối hợp hai thuốc mình nên chuyển cho tâm thần. Nếu các anh chị không vững về dược lý, các anh chị không có kinh nghiệm, có ý định tự sát là các anh chị phải chuyển cho tâm thần. Có kế hoạch tự sát là một cấp cứu về tâm thần và bắt buộc phải cách ly, nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà thật sự đến giờ này, một lần mà bệnh nhân có phối hợp tự sát, tôi kiếm một cái hotline, một cái đường dây nóng bên tâm thần để tôi gọi để mà cách ly những bệnh nhân này, thật sự tôi kiếm ra, mà tôi đã mất một bệnh nhân vì cái này rồi, tôi kiếm không ra. Về dặn người nhà nó coi kỹ nha, con bé này nó có thể chết bất cứ lúc nào đó. Thì má nó vừa sẵn đi, anh nó kêu má nó đi mua tô phở cái, thì lúc đi về là nó thắt cổ, nó tự tử rồi. Thật sự bây giờ nếu mình kiếm một cái hotline để mà trị cho, để mà cấp cứu những cái bệnh nhân trầm cảm trong cái bối cảnh thành phố, thật sự tôi kiếm vẫn chưa ra luôn. Thì cái này tôi nghĩ là trong tương lai mình phải làm việc rất nhiều. Thì đây cũng là một cái clinical purse nhỉ. Trong 3 tháng đầu, các anh chị thấy không, 50% bệnh nhân bỏ thuốc, uống thấy mệt quá, hoặc người ta từ chối cái chẩn đoán. Mình phải gặp bệnh nhân 1-2 tuần, dụ bệnh nhân đi khám để nói chuyện, để củng cố chẩn đoán. Mình lập đi lập tới, từ từ lập đi lập tới những cái điều này. Và các anh chị thấy có một cái, đây là statistic thôi. Nếu mình xài SSRI, mình xài hoặc là trầm cảm 3 vòng thì khoảng 50% là đáp ứng với thuốc đầu tiên trong cái bối cảnh của tâm thần. Nhưng khi mình thất bại với thuốc đầu tiên, mình đổi qua cái thuốc thứ nhì thì cái hiệu quả nó lên tới 80%. Các anh chị làm lâu, các anh chị sẽ đọc kỹ dược lý lại, các anh chị sẽ biết khi nào mình cho Zoloft, khi nào mình cho Citalopram, khi nào mình cho Paroxetine. Nhưng mà nói chung, nếu mà các anh chị muốn ăn chắc mặt bền, ít bị chửi, ít bị bệnh nhân than phiền, thì tôi khuyên nên bắt đầu bằng Citalopram. Cái thuốc ít tác dụng phụ nhất, cái tác dụng hiệu quả điều trị thuốc nào cũng như thuốc nào rồi, mình đã nói ở phần đầu. Nhưng mà cái tác dụng phụ của Citalopram là ít nhất, cái liều dễ uống nhất, một ngày chỉ uống một viên, và cái giá thành của nó chỉ một ngày 7.000 thôi. Thuốc của Ấn Độ hoặc là của Hàn Quốc gì đó, Citalopram là cách bắt đầu dễ dàng nhất. Zoloft nó có một số vai trò nhất định, Paroxetine cũng vậy, nhưng mà nếu chưa quen, tôi khuyên bắt đầu bằng Citalopram, cái dễ nhất. Và cái thời gian điều trị ít nhất là 6 tháng, cái trầm cảm dù cái nhẹ nhất. Và sau đó khi bệnh nhân đã đạt tới cái tình trạng là otimi rồi á, cái tình trạng gọi là, nó kêu là gì, cái từ Phật giáo là thân tâm an lạc á, là phơi phới khỏe re rồi á, mình phải điều trị thêm 6 tới 8 tháng nữa để mà tránh cái tình trạng tái phát. Mình phải gặp bệnh nhân mỗi 6 tháng, và khi mình giảm liều á, mình phải giảm thiệt chậm, không có cái chuyện cúp ngang. Cúp ngang như bệnh nhân đi du lịch Trung Quốc của tôi là nó bỏ hết một chuyến du lịch á, là cô đó cổ tả là em về tới nhà là em chạy vô em lấy vỉ Zoloft là em nuốt mấy viên liền. Là vì sao? Không phải nó gây nghiện nha các anh chị, nhưng mà khi ngưng thuốc á, những cái triệu chứng trầm cảm nó quay lại, vì cái bệnh nó quay lại chứ không phải nó gây nghiện. Không đáp ứng thì sao? Chuyển khoa thuốc cùng nhóm hoặc là khác nhóm. Và nếu tái phát á, thì các anh chị cũng phải 3-6 tháng. Trung bình á, nếu các anh chị giảm liều nhanh quá, mình phải giảm liều rất là chậm. Thông thường là tôi phải mất 1-2 tháng mới cắt được thuốc. Và nếu giảm liều nhanh á, các anh chị nhớ cái thuật nhớ là flush. Bệnh nhân sẽ có những cái dị cảm, có những cái ảo giác, có những cái rối loạn giấc ngủ, nhức đầu, thậm chí những cái dị cảm rất là lạ lùng, người ta thấy tê tay, tê chân, tê môi đủ thứ hết á. Cho đó nếu giảm liều luôn luôn giảm thật chậm. Và cái tỷ lệ tái phát á, đây cũng là statistic nữa, đây cũng là thống kê thôi. Người ta thấy trầm cảm á, đối với cơn đầu tiên á, trầm cảm tự nó là một bệnh tái phát. Đối với cơn đầu tiên thì cái tỷ lệ tái phát á, là ít nhất là 50%. Nếu bị 2 lần là 70%. Nếu có cơn thứ 3 rồi á, thì gần như là tái phát á, là gần như là 100%. Do đó rất là khỏe là nếu mà bệnh nhân vô gặp các anh chị nói thưa bác sĩ con tự tử 3 lần rồi, thì chắc chắn là bệnh nhân đó phải điều trị cả đời. Hoặc là hồi nhỏ em bị một lần, sau khi lấy chồng em bị một lần nữa, bây giờ em ly dị chồng em bị một lần nữa, thì thôi từ 3 lần trở lên là phải uống thuốc cả đời. Cái thời gian điều trị rất là dễ đó. Và nếu mà cái thời gian nếu mà bị 2 cơn á, thì thông thường là phải 5 năm điều trị liên tục nha các anh chị đó. Do đó mình coi cái những cái thống kê này nó mình có thể áp dụng một cái thực hành của mình á, rất là nhẹ nhõm mà mình không cần phải suy luận nhiều. Và các anh chị phải nhớ rằng á, là cái trầm cảm á, là một cái bệnh á, là tuần tiến,
nó progressive. Không ai mà trầm cảm từ đầu á mà đòi nhảy sông tự tử liền. À, cũng không có cái chuyện á, lúc đầu là tôi nặng quá sao rồi từ từ cái trầm cảm nó giảm đi. Mà trầm cảm là một cái bệnh tuần tiến, nó đi theo cái chiều này nè, chiều linear á, càng ngày nó càng nặng. Thì có các anh chị thấy á, có một cái bức á, các anh chị biết là ông họa sĩ Van Gogh rồi phải không? Van Gogh là một cái họa sĩ rất là nổi tiếng á, thì khi ổng vẽ lại ổng á, mình có thấy cuộc đời của ổng á thì nó diễn tả được cái tính chất mà progressive, tính chất tiến triển của trầm cảm. Lúc đầu là ổng buồn á, ổng vẽ cái bức là Sorrow Man, một cái người đàn ông khóc ôm mặt rất là buồn bực, buồn bã thế như vậy. Tệ hơn nữa, sau đó ổng tự vẽ chân dung của ổng. Cái chân dung này á, là Van Gogh sau khi cắt tay, ổng tự cắt tay ổng, là đây cái hình ổng băng lại, là bắt đầu bị cái cảm giác là guilty, là self esteem á, muốn làm tổn hại bản thân luôn đó. Và sau đó cái kết cục cuối cùng á là Van Gogh ổng tự bắn vô đầu, ổng tự tử đó. Cái cuộc đời Van Gogh á là nó minh họa đầy đủ qua những cái họa phẩm của ổng á là cái tính chất progressive của trầm cảm. Thì các anh chị sẽ gặp cái trầm cảm ở cái mức độ mà nhẹ nhất và cái mức độ khó nhận ra nhất nếu mình không cảnh giác với nó, là nó không đi bằng những cái triệu chứng tâm thần mà bằng những cái triệu chứng phân tán khai tùm lum hết á. Và có một cái câu nữa các anh chị ha, tôi nghĩ là nó không có lý thuyết chút nào đâu. Cái này là do ăn ở, do cái thái độ của mình trong cái bối cảnh y học thực hành của mình á. Các anh chị biết đồng chí này không? Hemingway. À, ông này cũng là một bệnh nhân trầm cảm và ông tự tử bằng cách ông bắn vô đầu, một cái nhà văn nổi tiếng. Hemingway, Ernest Hemingway, chuông nguyện hồn ai á. Ông viết á, những cái câu của ông á, bây giờ trong New England nó trích lại để nó mô tả cái bối cảnh mà outpatient setting. Cái bối cảnh mà y học gia đình á, mà các anh chị đang làm á. Thì hồi đó Hemingway trước khi ông tự tử về trầm cảm á, là ông đã viết những cái lời này mà đi vô trong lịch sử y học luôn. Clean, well, light. Well-lighted place, cái nơi mà sạch sẽ, nó trang hòa ánh sáng. Một cái bối cảnh y khoa mà nó provide sense, nó tạo ra cái cảm giác nâng đỡ trong những cái thời khắc đen tối và những trong những cái giây phút mà thất vọng nhất của cuộc đời. Mình sẽ phải tạo ra cái cảm giác đó. Cái phòng khám của mình, cái thái độ của mình, cái trang phục của mình, cái lời nói của mình á, nó phải tạo ra được cái này. Bên cạnh những cái kỹ năng nghề nghiệp, bên cạnh những kiến thức về dược lý, về thống kê, thì mình phải tạo ra được cái khung cảnh này. Nếu không thì bệnh nhân người ta sẽ không đến với mình nữa, hoặc là mình sẽ không giữ được bệnh. Và cuối cùng là phải tạo ra được cái cảm giác an toàn, cái cảm giác trú ẩn, là cái nền tảng cơ bản nhất của bất kỳ một cái chăm sóc y tế mà thành công nào. Tôi nghĩ cái câu này mình có thể làm cái slogan là cái nền tảng cho cái y học gia đình được. Mình phải tạo ra cho bệnh nhân cái cảm giác security. Bệnh nhân đến với mình là cảm thấy là ok ha, sẽ được chăm sóc tử tế, chu đáo, tận tình. Thì đây, đó là cái lời kết của Hemingway. Do đó cái take home message của các anh chị á, nãy giờ tôi nói rất nhiều, thì nếu các anh chị chỉ cần đem được 3 điều này về nhà trong cái thực hành của các anh chị á, trầm cảm không phải là một cái nhân cách bệnh, mà nó là một cái bệnh lý chứ không phải là một cái tật xấu. Trầm cảm là một cái bệnh lý thực thể có nguyên nhân sâu xa và phức tạp, nó vừa di truyền, vừa xã hội, vừa môi trường nữa. Thì mình đừng bao giờ trách họ, không phải chỉ có xã hội không, không phải môi trường không. Và có thể điều trị được bệnh trầm cảm trong ít nhất là 75% những cái trong cái bối cảnh của y học gia đình. Và để kết thúc cái bài này á, tôi xin chiếu các anh chị coi cái hình này cho nó nhẹ nhõm xíu. Các anh chị biết ông này không? Giang Canh Khúc. Ha, thì cái bí kíp trong cái series mà nấu ăn của Giang Khang Cook á, là cái câu ổng là Giang Khang Cook so you can. Ha, Giang nấu được thì các bạn nấu được. Ha, thì trong cái loạt bài về trầm cảm này thì tôi chỉ mong thuyết phục được các anh chị là như vậy thôi. Tôi trị được thì các anh chị trị được. Là vì sao? Tôi không phải là bác sĩ tâm thần, tôi trị được thì các anh chị cũng trị được. Nếu các anh chị có chú tâm, các anh chị có chú ý, mình nắm vững chút xíu về dược lý và mình kiên nhẫn chút xíu là mình trị được. Chứ không phải là cái chuyện của tâm thần. Tâm thần sẽ không bao giờ ôm nổi cái vấn đề về trầm cảm đâu. Và clinical pearl cuối cùng, cách đây tôi vừa add cái slide này vô cách đêm qua thôi. Clinical pearl cuối cùng, chúng ta là những cái nhân viên y tế, thường người ta nghĩ rằng á là mình là những người rất là thành đạt, người sống trên mây, quan đốc, quan đồ đủ thứ. Đây là cái tổng kết mới nhất mà tôi đọc hôm qua trong cái tờ Huffington Post á. Nó đang có một cái cơn dịch trầm cảm, nó quét qua cái giới y tế.
Và hiện tại ở Mỹ người ta thấy rằng cái giới y khoa Mỹ nó đang dẫn đầu trong cái gần như là cái tỷ lệ tự tử và trầm cảm trong giới y khoa Mỹ nó cực kỳ cao. Và thậm chí các chị thấy mình không thể bì với bác sĩ Mỹ được, nó vừa giàu vừa sang everything, mình ở đây mình làm việc cực khổ hơn nhiều. Thì cái thống kê này người ta nói rằng á, nó đã báo động ở mức độ toàn nước Mỹ á, thì tỷ lệ nam bác sĩ cái tỷ lệ mà tự sát thì tăng gấp 1,4 lần, và tỷ lệ nữ bác sĩ thì tỷ lệ tự sát tăng gấp 2,3 lần. Mà tôi nghĩ rằng là cách đây vài năm chắc các anh chị cũng biết là có một cái vụ tự sát rất là nổi tiếng á, ở phòng khám Nancy á, một cái đồng nghiệp rất là thành đạt của mình á, buồn cái tự tử chơi, không phải là không nhiều đâu nha. Và do đó nếu mà những cái điều mà tôi chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay nó giúp cho các anh chị á, tự phát hiện được mình có trầm cảm, chồng con mình, gia đình mình á, để thấy cái trầm cảm để mình có thể trị được á, là tôi nghĩ là ha, là tôi đã rất là happy, đã thấy cái những cái điều tôi chia sẻ với anh chị đã rất là hữu ích rồi. Và đừng bao giờ quên là chính chúng ta, những nhân viên y tế, trong cái điều kiện làm việc khắc nghiệt, trong cái đồng lương á, rất là không ra gì như vậy á, chính chúng ta là những cái người mà bị nguy cơ bị trầm cảm cao nhất á. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Cảm ơn chủ đề rất là hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Lê Đình Phương. Trước khi mà chúng ta nhảy ra thì xin mời quý vị và đại biểu cũng như là các quý vị đồng nghiệp sẽ có những cái câu hỏi, chúng ta sẽ là câu hỏi cho thầy để chia sẻ thêm những kinh nghiệm về cái chủ đề này. Xin kính chào thầy. Thầy giáo cho hỏi một chút, tôi có một bệnh nhân năm nay khoảng độ 85 tuổi, cũng có những biểu hiện của một trầm cảm người già. Bệnh nhân có một bệnh là cao huyết áp và đôi lúc còn có cái cơn co thắt mạch vành ổn định. Nhưng hiện tại bệnh nhân đã được điều trị ổn định rồi. Nhưng mà cách đây khoảng độ 10 năm bệnh nhân có một cái đột quỵ nhẹ, tức là nhồi máu não nhẹ, phát hiện trên CT. Thì hiện tại thì bệnh nhân ăn bình thường, nhưng mà có biểu hiện là cũng suy sụp về mặt tinh thần, cũng ngủ thì cũng rối loạn giấc ngủ. Nhưng mà có thể là bệnh nhân ngủ gà cả ngày, cứ nằm riêu ngủ ấy. Nhưng mà không lúc nào cũng bảo là tối không ngủ được. Đấy, còn thuốc men thì vẫn đều đặn. Nhưng mà hiện tại thì cái trí nhớ thì cũng khó giảm. Và người già bây giờ, người nhà bây giờ phải cho uống thuốc, chứ bệnh nhân bây giờ không uống thuốc được nữa. Đấy, thế thì cho tôi hỏi thì giáo một chút là trong trường hợp này thì bệnh nhân có cần phải uống thuốc trầm cảm không, và uống thuốc gì là hợp lý nhất trong cái một bệnh cảnh này? Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của đồng nghiệp. Và cái câu trả lời đầu tiên của tôi là cho phép tôi được cáo lỗi với đồng nghiệp á, với các đồng nghiệp ở đây á, là tôi không đủ thời gian để nói về trầm cảm trong đột quỵ. Cái trầm cảm trong đột quỵ các anh chị thấy nó rất là khó chẩn đoán nha. Là vì sao? Bệnh nhân không nói được. Cái người già, người ta bị stroke, người ta bị liệt nửa người, làm sao các anh chị có thể hỏi người ta theo cái screening question đó được. Nhưng mà nó có, và nó rất nhiều nha. Và có rất nhiều nghiên cứu người ta chứng minh á, nếu mình điều trị trầm cảm trên bệnh nhân đột quỵ, mặc dù người ta hôn mê, người ta cái Glasgow người ta không đủ 15 điểm, người ta vẫn cảm thấy buồn chán, người ta không có minh mẫn, nhưng mà cái điều trị đó vẫn có lợi ích. Nó tăng cái phục hồi chức năng, nó làm giảm cái tỷ lệ mà tái đột quỵ luôn. Và cái thuốc mà phù hợp nhất á, là vẫn là SSRI, những cái thuốc mà ức chế thu nạp serotonin. Trong những cái trường hợp trầm cảm của người già á, thì thông thường sách vở á, người ta không khuyên là cho cái amitriptyline vì sợ bí tiểu, vì bị những cái biến chứng về tim mạch. Nhưng mà thực sự trong cái bối cảnh á, hồi mà tôi làm ở những cái tuyến dưới á, thì thông thường nếu mà bệnh nhân nghèo quá thì tôi cũng cho cái amitriptyline luôn. Tại vì hình như nếu tôi nhớ không lầm là cái thuốc đó nó free ở tuyến phường xã. Đối đế lắm mình cho được, nhưng mà tốt nhất á, là mình cho SSRI. Và cái trầm cảm ở người già cho đến giờ này á, cũng là một cái thực thể bị bỏ quên luôn. Tại vì người già không biết nói, và những cái tổn thương thần kinh á, trên cái đột quỵ á, làm cho người ta không có bộc lộ ra hết được. Nhưng mình phải nhớ nếu mà người ta có cái biểu hiện mà u uất chán đời, người ta than thôi chết cho khỏe, con cái nó không chăm vậy đó, coi chừng người ta bị trầm cảm. Thì mình cứ điều trị thử một đợt chừng 1-2 tháng á, coi làm sao. Và tốt nhất là dùng SSRI, xài cái citalopram á, là ngon bổ rẻ nhất. Dạ thưa thầy, em hỏi câu như vậy thì trong cái điều trị đi xét về cơ chế có phải lo na, tức là cái người đó bản thân của họ về di truyền á, họ thiếu
cái chất mà để làm vui vẻ, làm hạnh phúc đó, thì mình sử dụng thuốc để bơm đầy những cái chất vui vẻ đó. Nó làm cho em nhớ đến trong cái methadone, cái điều trị thay thế áp biển, tức là nó cũng công nhận bệnh nhân là một cái bệnh nhân thiếu những cái amoxicillin đó, cho nên bây giờ nó đưa cái amoxicillin nó vô để làm cho người ta vui vẻ, người ta hoạt động trở lại được. Thì nói chung cái điều trị nó sẽ là một cái điều trị để mà thay thế cái bệnh nhân thiếu cái đó. Bây giờ sử dụng thuốc để bệnh nhân có lại được cái amoxicillin đó, có phải vậy? Có lẽ là vậy chị ha. Câu trả lời là vừa có vừa không, tại vì nó thiếu nhưng mà nó thiếu đúng cái vị trí của nó. Thứ nhất là cái cơ chế trầm cảm á, mà nó thiếu serotonin á, thứ nhất là mình phải nhớ là đó là cơ chế là nó kêu là propose, giả thuyết như vậy thôi, chứ không, nó có thể có những cơ chế khác mà mình chưa biết. Cái thứ hai là nó phải thiếu serotonin á, dopamine, norepinephrine á, ở cái khe synapse thần kinh. Và khi mình xài những cái thuốc mà SSRI á, nó tăng serotonin, dopamine ở những cái synapse thần kinh đó, chứ không phải nó mình chỉ là supplementation á, mình châm vô cho nó đủ. Nếu mình hiểu như vậy thì đây bệnh nhân trầm cảm mình chỉ cần đè họ ra, mình truyền cái dobutamine á là bệnh nhân nó vui liền, không có chuyện đó. Mà nó phải tăng cái serotonin trong cái synapse thần kinh á, thì chỉ có những cái thuốc mà ức chế tái thu nạp serotonin mới làm được chuyện đó chị. Còn ngoài ra có những cái mà rất là bí ẩn á, mà mình không giải thích được, mình chỉ có thể tạm giải thích bằng cơ chế mà khiếm khuyết cái chất dẫn dắt thần kinh á. Ví dụ các chị có thể thấy á, có những cái cuộc đời, có những người mà cuộc đời họ rất là kinh khủng, họ gặp đủ thứ biến cố xui xẻo, đủ thứ khuyết tật, tai nạn, đủ thứ hết á, cái tinh thần họ vẫn ok. Trong khi có những người các chị thấy cuộc đời giống như là những cái siêu sao á, tài tử đó, họ không thiếu gì hết, cuộc đời họ lại rơi vô trầm cảm, thì có thể trong cái não họ thiếu cái gì đó, chứ không liên quan tới nhân cách. Đó là cái lý thuyết trong cái về tâm lý học hiện đại bây giờ người ta nhấn mạnh cho mình là như vậy. Dạ, mời em. Dạ, thầy hỏi. Vừa nãy thầy có hướng dẫn thì tôi thấy có một, tôi được tập huấn cái NUS thì thấy cái trầm cảm này nó giống như NUS, tức là những cái triệu chứng mà không có giải thích nổi thì có phải vậy không ạ? Yeah. NUS à? NUS medically unexplained symptoms. Dạ đúng rồi. Là những cái triệu chứng cơ năng mà các anh chị gặp ở cái tuyến đầu á, đúng nghĩa là những cái triệu chứng cơ năng mà không giải thích được bằng một cái bệnh lý nào khác. Mà cái cách đau của họ cũng kỳ đó. Ví dụ các anh chị đó, chỉ cần mình hỏi cái thôi á, là người ta bắt đầu khai tùm lum rồi. Ví dụ đó, tôi thấy đau ngực quá. Nói bà đau ngực làm sao? Nói tôi đau suốt ngày suốt đêm. Nói bà đau ban ngày ban đêm. Nói ban ngày tôi làm thì không sao, nhưng ban đêm á, tôi nghỉ á, tôi nằm á, thì mới thấy nó đau nhiều. Thì nỗi nhiêu đó không á là cái key để mình loại trừ cái đau ngực sau nhồi máu cơ tim rồi, sau bệnh mạch vành. Thì bệnh mạch vành á, các chị nhớ cái key chẩn đoán của nó là gì? Đau khi gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi, và cơn đau nó vài phút thôi. Còn cơn đau mà nếu nó vài giờ, thậm chí ngày này qua ngày nọ, thì thường là không phải đau tim rồi. Nếu đau tim mình nhớ nó chết queo rồi. Hoặc là cái nhức đầu của họ, hay nhức đầu nó tôi nhức sau tai chỗ này, tôi nhức ngay cái miệng chỗ này, tôi cảm thấy tê tay tê môi chẳng hạn. Hoặc là bệnh nhân lên những cơn á, là tetany, hạ canxi huyết nhưng không có bệnh lý phó giáp, thì mình phải nghĩ cái đó là một cái anxiety, một cái lo lắng hoặc là một cái trầm cảm. Thì cái câu của anh là đúng đó, là những cái triệu chứng cơ năng mà không có nguồn gốc thực thể. Trong cái slide mà có hai cái cột mà xanh với vàng á đó, mà nhiều triệu chứng đó nữa, nhiều triệu chứng đó nó mix lại với nhau thì nó thành một cái hỗn hợp không giống ai hết, thì cái đó là trầm cảm, nó không thành một cái hội chứng. Thêm một câu. Ở trẻ em á, những trẻ em cỡ 10 đến 15 tuổi sau một cái giai đoạn ví dụ như căng thẳng sau học tập hoặc là sau thi cử thì có nhiều trường hợp các cháu nó tự tử đó. Và những cái trường hợp như vậy thì mình có dự đoán là bệnh nhân đó là trầm cảm hay không, và nếu có trầm cảm thì thuốc nào có thể sử dụng tốt nhất cho những bệnh nhân đó, và thời gian sử dụng thì kéo dài cả năm thì điều đó có nên dùng lại cổ huyết hay không? Yeah. Xin cảm ơn câu trả lời rất là xác đáng của anh á. Thiệt sự tôi nói thật là đối với cái trầm cảm trên lĩnh vực mà con nít á, tôi không có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà có một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị, thường cái đứa con nít á, khi nó không biết nói, cái lớp nhỏ nhỏ chừng 2-3 tuổi á, khi nó bắt đầu depress á, nó bất mãn cha mẹ nó cái gì đó, thì nó vì nó không nói được, do đó biểu hiện á, là bằng nó đay dầm nè, nó cà lâm nè, nó đi ị trong tả chẳng hạn,
hoặc nó ói. Anh chị thấy thường là con mình khi mà khi nó phản đối, nó không muốn đi học á, là nó ẹ ẹ, mấy cái nó ẹ ra để nó làm nư á, thì cái đó không phải làm nư mà cái nó là triệu chứng somatic của một cái ý thức về đối kháng. Còn đối với con mấy đứa mà thiếu niên á, mấy đứa teen mà nó đi học bây giờ mà nó học từ sáng tới tối á, 9-10 giờ tối nó còn ngồi trên xe, nó vừa ăn tô cơm hộp mà nó vừa học bài trên xe, tôi nói thật á, mình như vậy mình cũng đồng cảm nữa. Thì ngoài cái chuyện thuốc men á, SS, nếu mà dĩ nhiên nó có ý định tự sát thì mình cũng phải trị SSRI rồi. Mình trị citalopram, trị zolop cho nó, mình gặp chuyên khoa tâm thần, mình trị liệu cho nó về tâm thần. Nhưng mà cái tôi nghĩ là cái mà xác đáng nhất á, là phải tách nó ra khỏi cái môi trường giáo dục đó. Cái đó là do giáo dục, chứ không phải do serotonin, không phải do dopamine gì hết á. Nếu có tiền cho nó đi du học, cho nó đi tị nạn giáo dục, còn nó qua trường Tây, trường Mỹ, nó học nó hết trầm cảm liền. Chứ mình không nên nghĩ tới cái chuyện thuốc. Nó học, mình học kiểu đó mình cũng trầm cảm nữa. Thật sự tôi đi học sau đại học tôi cũng chưa học tới cỡ đó nữa. Học từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối và không hề có kỳ nghỉ. Thì học kiểu đó thì nó không trầm cảm, nó không tự tử thì mới là lạ. Thầy cho hỏi cái bệnh nhân trầm cảm á, thì người ta không có muốn biết là mình trầm cảm thứ nhất. Cái gì là uống thuốc thì rất là dễ bị tác dụng phụ, người ta bệnh nhân rất dễ bỏ trị. Vì vậy em xin thầy là cho biết là trong lâm sàng kinh nghiệm của thầy á, có thể là dùng những thuốc nào nâng đỡ không những cái triệu chứng bệnh nhân và tác dụng phụ lúc đầu là mệt, buồn ngủ, khó chịu, bệnh nhân không thích uống thuốc thì sẽ thất bại điều trị. Tại vì mình khuyến khích bệnh nhân như thế nào hoặc mình cho thuốc như thế nào để bệnh nhân theo suốt cái quá trình điều trị để có kết quả. Cảm ơn thầy. Câu hỏi của em là câu hỏi rất hay. Khi tôi bắt đầu trị trầm cảm á, là tôi cũng sa đà vô cái bẫy này. Tại vì bệnh nhân nó than nhiều lắm. Mà chắc hồi đó mình còn sung á. Ví dụ bệnh nhân than đau ngực, mình cho mấy cái thuốc mà Pan-P-Pax, Barbiturat, rồi thậm chí là cho mấy cái thuốc và beta blocker công coi cho giảm nhịp tim xuống. Bệnh nhân thấy lạnh tay, lạnh chân á, mình cũng cho uống canxi. Bệnh nhân thấy tê môi, tê đầu. Đó là những cái thuốc phụ trợ. Bên cạnh cái SSRI, mình nghĩ mình cho như vậy làm bệnh nhân yên lòng. Không chắc đâu nha. Sau này khi tôi biết khi tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái tác dụng của SSRI á, mà khi tôi quen cái sử dụng cái citalopram rồi á, nó gần như tác dụng phụ nó không đáng kể, nó ngày ngật chừng 1-2 ngày thì không sao hết á. Thì cái cách cho toa của tôi nó rất là consistency, một phát thôi, cho một thứ duy nhất citalopram thôi, không thuốc ngủ, không an thần, không những cái thuốc điều trị triệu chứng. Và cái đó cũng là một cách mình biểu lộ cái thái độ của mình đối với bệnh nhân, nói ông bà chỉ cần uống nhiêu đây thôi, không thêm không bớt cái gì hết. Cái đó là mình thể hiện cái thái độ kiên định, chứ mình không có chiều bệnh nhân. Và khi mình chiều bệnh nhân á, mình cho thuốc tim, mình cho thuốc tiêu, thuốc bao tử như vậy á, là mình đã giúp, là mình đã gián tiếp mình làm cho bệnh nhân bị ám ảnh bởi những cái triệu chứng somatic rồi. Và đôi lúc mình cũng phải trả giá. Cách đây 2 hôm tôi vừa bị bệnh nhân kiện á, người nhà kiện nói là chồng tôi mệt quá vậy mà bác sĩ chỉ cho đúng một thứ thuốc thần kinh thôi, không cho thuốc khỏe, thuốc đồ gì hết. Ok, I don't care. À, cần đúng nhiêu đây, uống nhiêu đây thì hết. Chính cái thái độ kiên định của mình á, mà mình giải thích một khéo léo á, nó cũng giúp cho bệnh nhân nha. Chứ nhiều lúc mình đừng có chiều á, họ đè ra chích mũi hoặc là ở phòng mạch buồn á, đè ra truyền nước biển. Bệnh nhân trầm cảm Việt Nam rất thích truyền dịch, các chị cũng phải cảnh giác mấy cái đó. Đôi lúc mình cho tùm lum như một cái toa dài lòng thòng như vậy á, cũng là một cái ám thị không có tốt cho bệnh nhân đâu. Em đồng ý không? Nói chung là về rắn, cho cái toa mà một thứ thuốc trên một bệnh nhân á, than phiền á, mười mấy triệu chứng, là thái độ mình phải rất là rắn, mình phải rất là consistency, rất kiên định thì mình mới đạt được cái cảnh giới đó. Dạ, em hôm nay thì rất tâm đắc về cái bài báo cáo của thầy. Thật sự như thầy đã nói thì trước đây đối với em thì trầm cảm nó là việc của ai đó. Tuy nhiên khi mà người nhà mình thật sự có một người như vậy, có những triệu chứng mà như thầy trình bày hôm nay thì em thấy này, sau đó gần như nó rơi vào trầm cảm thì thấy là chuyện của mình. Và trong thời gian gần đây thì khi người nhà mình có những cái rối loạn của người già và có những cái rối loạn biểu hiện sau một cái chấn thương này, thì em có đọc một đâu đó một cái khái niệm về thương trầm cảm, thì thầy cho làm rõ hơn em khái niệm thương trầm cảm. Cũng như là bạn em có nói về cái một cái thể là cái rối loạn biến sắc lưỡng cực, thì thầy cũng cho em biết rõ hơn xin. Ồ, cái này thì rất hay nghe chị. Nếu có thời gian tôi sẽ quay lại chia sẻ với các anh chị về cái này. Mà cái này tôi nói thật là tôi mới biết đây thôi nha. Hồi xưa ha, vậy nè, mình phải bắt đầu á, là mình cái điều trị trầm cảm, mình cho thuốc, mình làm liệu pháp tâm lý á,
mình không làm cho người ta, cái khí sắc người ta khi nào cũng tưng tưng, khi nào cũng cười toe toét, cái đó còn điên nặng nữa. Mà mình tả cái thái độ, cái khí sắc của người ta về ở mức độ bình thường. Chuyện vui thì vui, chuyện buồn thì buồn, chuyện lo thì lo. Chứ không có cái chuyện ví dụ như mà quên trả hóa đơn điện cái là ngồi cứ bần thần đi khắp bệnh mà cứ ngồi ngoài. Rồi con nó về trễ chừng 5 phút bắt đầu sợ xe đụng, sợ vân vân. Đó là những cái phản thái quá. Thì mình điều trị trầm cảm á, là mình tả cái khí sắc của họ về ở mức độ bình thường. Nhưng mà cái người trầm cảm á, thì khi nào cái khí sắc họ cũng đi xuống vậy nè. Nó kêu là atimi, thờ ơ hoặc là chán nản, thờ khi nào cũng cảm thấy là cái tâm trạng nó đau á, nó đau bút á. Nhưng mà cái hưng cảm á, hưng trầm cảm á, hay là rối loạn lưỡng cực á, nó là một cái notion cực kỳ thú vị á, là nó sẽ biểu hiện bằng hai cái pha. Cái pha đầu tiên á, thông thường nó sẽ bắt đầu bằng mania, bằng hưng cảm. Thì hưng cảm là sao? Những cái người đó khi mà thời còn trẻ hoặc là thời gian bắt đầu bị bệnh á, thì người ta sẽ có những cái triệu chứng khi nào cũng tưng tưng hết, aggressive á, khi nào cũng muốn lãnh đạo, đi học muốn làm tổ trưởng, muốn làm bí thư đoàn, khi nào cũng muốn. Đại khái là những người rất là thông minh, những cái người mà dẫn đầu, có khuynh hướng là chồm lên phía trước á. Rồi sau đó cái khí sắc họ từ từ. Và khi đến cái tuổi của họ á, chừng khoảng 40-50 khi họ gặp tôi á, thì họ rơi vào cái giai đoạn là trầm cảm. Và thậm chí hai cái giai đoạn nó xen kẽ với nhau. Khi mà sung lên á, tôi gặp một cái bệnh nhân á, khi mà người ta rơi vô cái cơn hưng cảm á, là người ta lái người, cái anh chàng người Anh đó là buổi tối anh lấy xe mô tô anh chạy ra đường á, anh nói là tao muốn rú như điên dại chết thôi thôi. Nhưng mà anh buông cái xe ra cái là anh khóc hu hu như đứa con nít, nó lại đi xuống vậy này. Thật sự cái đó, cái điều trị mà bipolar disorder, nó thật sự nó là một nghệ thuật á. Và cái bí quyết để trị những cái bipolar disorder là những cái thuốc nó kêu là mood stabilizer, là những cái thuốc mà ổn định khí sắc như Seroquel này, như olanzapine. Còn cái chuyện mà thuốc trầm cảm á, là mình chỉ cho họ trong những cái giai đoạn họ suy sụp thôi. Chứ còn giai đoạn họ đang sung á, đang hưng cảm á, mà các bạn mà châm những cái thuốc mà SRI vô á, thì nó là càng sung bạo nữa, lại càng là muốn phá phách, muốn đạp đổ à. Ví dụ như người ta cầm cái thẻ tín dụng đi, người ta có thể mua thuốc như điên, người ta mua sắm như điên dại luôn. Rồi sau đó người ta về ôm đống đồ, người ta nhìn thấy chán quá. Đó là biểu hiện điển hình của một cái người bipolar disorder. Nếu có điều kiện thì mình sẽ gặp nhau mình nói về cái này. Tại vì cái này không phải là không gặp trong cái bối cảnh đi học gia đình đâu. Mà sau này người ta thấy rằng á, là cái rối loạn lưỡng cực đó nó bị lầm với trầm cảm nhiều lắm. Đơn giản tại vì khi người ta đến với mình á, trong cái giai đoạn buồn bã, khi người ta sung á, người ta đâu đến với mình. Mà khi người buồn, người ta tuyệt vọng, người ta đến với mình thì mình thấy ngay khúc đó mình bập ngay vào trầm cảm. Coi chừng không phải á. Hỏi lại xa chút xíu, hỏi lại quá khứ, hỏi lại thời niên thiếu lúc họ còn trẻ, coi chừng họ có một giai đoạn rất là sung mà mình cũng thấy. Thầy cho hỏi một câu hỏi nữa. Cái bệnh nhân là lúc nãy mà em hỏi thầy ấy, hiện tại đang điều trị cái thuốc co, rồi thuốc chống chất độc tiểu cầu, một vài thuốc trợ tim nữa, thì xin hỏi nếu mà dùng với cái thuốc trầm cảm thì có sợ tác dụng phụ không? Không sao hết đâu. Nếu mà xài SSRI thì không sao hết. Nó chỉ có một cái thận trọng duy nhất á, là trên cái người mà suy gan á, ở Tripod mà giai đoạn 4 á, Tripod 4 á, sơ gan mà cổ trướng rồi suy gan rất nặng, mất bù á, thì lúc đó mình xài SSRI mình hơi ngán chút xíu. Chứ còn nói chung nếu anh xài Citalopram hoặc là Zoloft rất ok, không sao hết. Thầy cho em có cái băn khoăn như này, tức là cái trầm cảm nặng á, nó cũng có rối loạn hoang tưởng, thế thì trong tâm thần phân liệt nó cũng có rối loạn hoang tưởng, thế thì có một bệnh nhân nó tới như vậy mà mình gặp cái rối loạn hoang tưởng như vậy, nếu mình nghĩ là bệnh nhân trầm cảm nặng thì mình có thể kết hợp điều trị vừa thuốc trầm cảm vừa điều trị thuốc tâm thần phân liệt được không? Dạ, câu hỏi của anh cũng rất là xác đáng nha. Lâu lâu cũng có một vài bệnh nhân á, người ta đến á, là vừa trầm cảm vừa thấy buồn rồi vừa hoang tưởng, là hallucination á, hoặc là illusion á. Người ta hoang tưởng nói bác sĩ, tôi đã gặp một cái cô bệnh nhân vô là cổ đó, bác sĩ em thấy người đàn bà đứng sau lưng bác sĩ á, một cái ảo giác, hoặc là em nghe tiếng thần Phật gọi trong tai. Khi nào em có cảm giác ám hại thì cái đó là tâm thần phân liệt. Thật sự trong những cái criteria, những cái tiêu chuẩn của trầm cảm á, không có hoang tưởng nha, không có hoang tưởng. Hoang tưởng người ta xếp vô dạng là psychosis, loạn thần, và nếu có psychosis mình nên chuyển cho tâm thần. Tại vì thật sự những cái người mà có hoang tưởng như vậy, cái khả năng á, người ta làm hại họ hoặc làm hại cho cộng đồng rất là nhiều.
tự nhiên nổi điên lên cầm dao đi chém nhân viên y tế, đi chém người nhà, chỗ đó mình đọc báo mình thấy hoài á, thì những cái dạng đó mình nên cách ly và mình chuyển cho người tâm thần. Bản thân tôi á, trong những trường hợp đó tôi không dám trị, tôi biết sức mình đến đó thôi chứ không dám làm tiếp đâu. Nhường lời lại cho cái giảng viên sau. Hẹn xin hẹn các anh chị một cái dịp khác.